Mời quan. Chủ quán đâu? Cho một chén nước vội. Cô có biết đây là ai không? Không thưa không mời, lại còn đưa nước một tay nữa. Nàng là ai? Nàng tên gì? Cô nghe không? Bộ cô câm hay sao mà không trả lời? Nàng bị câm sao? Câm chứ có què quặt gì đâu mà lại đưa nước một tay. Biết rằng không phải không có chuyện người giống người dưới tài, nhưng sao ánh mắt đó, cử chỉ đó cứ như nàng đang hiện hiện trước mắt ta. Và bẩm quan, con có chút quà cây nhà lá vườn. Đây là những quả ngọt con trồng trên mảnh đất xém bị mất, nhờ quan công xử phân minh mà con mới giữ được. Xin quan nhận chút lòng thành. Thôi được, ta nhận, nhưng mà lần này thôi đó. Dạ, ta chỉ làm phần sự của mình. Dẫu biết là vậy, con đã đi qua bao nhiêu cửa quan rồi, hai chữ công minh bây giờ hiếm lắm. Nhưng mà dẫu sao con cũng muốn bày tỏ lòng thành kính của con, xin quan nhận lấy. Dạ, đội ơn quan, xin chào quan công về. Dạ bẩm quan, có một vụ kiện mới, mà cũng không hẳn là kiện, mà là của một quan trên truyền xuống kêu quan xử vụ này. Chuyện gì mà đến nỗi ở trên phải chỉ thị xuống? Án mạng nghiêm trọng hay là quan tham nhũng nhiễu? Dạ bẩm quan, chỉ là một chuyện bội phu. Bội phu à? Tức là có một cô dâu nào đó muốn quỷ hôn ước. Chỉ là chuyện trai gái đơn giản thôi, đâu cần phải ở trên chỉ thị xuống bắt ta phải xử. Dạ thưa quan, là do tân thượng quan đô đốc mà. Chẳng phải thượng quan đô đốc thì đã qua lục tuần, con cái thì đùm đề, vậy bị đơn là ai? Dạ bẩm quan, là con gái của một tri phủ. Mời quan xem qua. Triệu tập hai bên đương sự, ngày mai có mặt tại công đường. Dạ. Hạ quan xin kính chào đô đốc. Tên quỷ quan kia, tôi biết hôm nay ta xuống tới đây không thấy một mãi mãi nào nghinh tiếp gì. Bẩm, nếu là quan đô đốc xuống thị sát quyện lỵ, ắt sẽ có tiếp trước đúng phẩm trật. Còn thì mọi cá nhân trước pháp luật, mọi người bình đẳng như nhau. Thứ lỗi cho hạ quan đây phải theo đúng luật. Ngươi cũng cứ đó, chắc ngươi cũng hiểu, cứ khư khư cứ ngắt. Chỉ cần một câu bỏ nhỏ của ta thì cái chức quan quyền của ngươi cầm chắc là nửa đường gãy gánh. Quan lộ của hạ quan có thể giữa đường gãy gánh, nhưng thâm tâm của hạ quan vẫn được thanh thản. Đúng là cứng đó, rồi định không mang ghế cho ta ngồi luôn à? Chiếu theo quy định, nguyên đơn và bị đơn đều phải đứng trước công đường. Kính mong quan đô đốc chấp thuận.
sau cái phiên tòa này ngươi sẽ biết tay ta. Lính đâu? Cho mời bị đơn. Hạ quan xin ra mắt đô đốc. Xin ra mắt đại quan. Là cô sao? Sao quan bị quen biết cho hôn thê của ta nữa à? Bẩm, bổn quan chỉ gặp nàng ở một hàng nước ven đường. Hóa ra cô đây lại chính là con gái của tri phủ sở tại. Không biết nội tình làm sao mà cô lại mở hàng nước ven đường. Dạ bẩm, con gái của hạ quan sinh ra mặt mày sáng sủa, nhưng chẳng may cầm điếc, một bên cánh tay thì bị dính chặt lại, không mở ra được. Một bên tay nắm lại à? Hèn gì. Đâu, nàng đưa tay ra cho ta xem. Ở đây xử kiện hay là khám bệnh? Dạ, hạ quan chỉ xin cáo lỗi. Xin cho biết nội tình câu chuyện vì sao đô đốc lại là hôn phu của cô gái này. Hỏi cũng lạ, ta chán ghét phụ vợ già nhiều chuyện, cho nên ta cưới thêm thê thiếp thì sao? Như ta lấy gái cỡ nào mà không được. Nhưng ta thương cô bé này mặt mày xinh đẹp mà vừa câm vừa điếc, nên ta mới hạ cố. Nhưng cha của nó cũng đã nhận lễ vật của ta. Ai dè đâu một ngày đẹp trời, ông đây nè, báo cho ta biết là nó đã bỏ trốn. Lúc hoài cuối cùng thì ra nó bán nước ở ven đường. Ai biết nó bỏ trốn hay là cha con của nó to rằng nuốt tiền của ta, đó có phải lừa đảo không? Dạ bẩm quan, quan cho con gái của hạ quan, tội này là do hạ quan gây ra, xin xử tôi mà tha cho nó. Chính cô gái này nhận lễ vật à? Dạ bẩm không à, là do hạ quan nhận. Có lần tình cờ hạ quan đưa con gái đi lễ hội, đô đốc thấy tướng mạo của nó nên mới cho quan lính tới nhà ép hạ quan phải gả con gái cho ổng, nếu không sẽ lấy lại chức quan và đầy cả nhà đi khổ dịch. Không còn con đường nào khác nên hạ quan đành phải nhận lễ. Nhưng con gái của hạ quan không chịu, nó bỏ trốn khỏi nhà. Hạ quan xin đô đốc cho trả lễ, nhưng người nhất định không chịu, đòi thưa hạ quan ra công đường. Thưa đô đốc, có chuyện đe dọa đó chăng? Có bằng chứng không? Có bằng chứng không? Nhưng mà bây giờ ta hết hứng với con bé này rồi. Nó đã làm cho ta mất mặt, mau xử cho ta, để ta đem nó về làm nô tỳ. Lại lên, ta còn về làm việc nữa. Dạ, hỏi vậy thôi, chứ hạ quan có dân chứng việc đô đốc lợi dụng chức vụ đe dọa người khác. Cái gì? Người nói cái gì ta nghe hỏng lọt luôn tai. Đâu bằng chứng đâu, ăn chứng đâu, ai làm chứng? Ai? Chính là hạ quan đây. Mới tức thì đô đốc còn hâm dọa hạ quan sẽ mất chức. Đô đốc quên rồi sao? Cũng là tên cẩu quan này, muốn chết sao? Sống chết có số, đôi khi nghĩ vậy mà không phải vậy. Nay ta tuyên bố hôn ước của đô đốc và cô gái cam này là ép buộc, là phi pháp. Hôn ước được hủy bỏ, xin lễ trả lại cho đô đốc. Bãi đường. Ngươi đó, sự ác bất minh, lợi dụng tư tình với cô gái này mà ép mệnh quan của triều đình. Được, cao đó, biết tay ta. Con nghe được rồi sao? Nàng đứng lên đi, không cần phải tạ ơn đâu. Không lẽ chính là nàng sao? Đại nhân, nghe sao vậy? Đừng có sao cùng đại nhân. Đại nhân à? Đại nhân, có sao đại nhân? Đại nhân ơi,
Xin lỗi, đã làm mọi người phải bận tâm. Không biết có chuyện gì mà ngài vừa nhìn thấy hai chữ trên tay con gái của tôi, tự nhiên ngài bị kinh động. Kỳ lạ thật. Đúng là kỳ lạ mà. Từ lúc gặp quan, con gái của tôi tự nhiên lại nghe được. Cái tay bị dính từ lúc lọt lòng, chạy chữa bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Bữa nay tự nhiên mở ra lại còn có hai chữ đó nữa. Hai chữ đó chính là bút tích của tôi. Hôm nay thầy sẽ dạy các trò thêm một bài mới. Các trò đọc theo thầy nha. Dân chi sơ, tánh bổn thiện. Dân chi sơ, tánh bổn thiện. Ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Các trò đã nghe rõ chưa? Cậu Trí, tiếng giảng bài nghe vang cả một góc giường, nghe rất là hay. Ông tới lúc nào con không hay. Các trò, hôm nay chúng ta học đến đây, thầy sẽ cho các trò về. Các trò về nhớ học bài cho kỹ, mai thầy khảo nha. Dạ thưa thầy, con về. Dạ thưa ông, con về. Thưa ông, con về. Mấy con đi về cẩn thận nha. Mấy đứa nhỏ này được ăn học tới nơi tới chốn, lớn lên chắc chắn sẽ khá lắm đây. Dạ, cũng nhờ đức ông có lòng hào hiệp cho con ở trọ, lại còn cho con dạy học kiếm sống. Con và tụi nhỏ đều biết ơn ông, ghi tâm khắc cốt ơn này. Nói quá rồi, có cái gì đâu. Sân vườn rộng rãi để trống, nhà cũng thừa đó có ai ở đâu. Trước là giúp được thầy trò, sau là tích đức cho con cháu. Cậu Trí nè, có thiếu gì cứ nói, đừng có ngại. Dạ, được như vậy là may mắn cho con lắm. Không phải trả tiền trọ, tiền ăn, lại còn có được chút ít gửi về nuôi cha mẹ già. Con có mơ cũng không dám đâu. Nhưng làm gì thì làm, cũng phải dành thời gian soi kinh nấu sử. Anh là người hiền tài, hứa hẹn sẽ làm được chuyện lớn. Quanh quẩn cái nghề gõ đầu trẻ, uổng lắm. Đa tạ ông đã tin cậy. Ngoài thời gian dạy bọn trẻ, con chỉ chuyên tâm đèn sách. Mai sau, nếu thời bay đỗ đạt làm quan, thì công đầu cũng nhờ ơn ông. Tin ta đi, ta có con mắt nhìn người, cứ cá coi, thám qua, bản nhãn, anh đậu hàng nào. Dạ bẩm, con không dám cá, nhưng con sẽ cố gắng để không phụ lòng của ân nhân. Giỏi, biết khiêm nhường, tốt, tốt lắm. Dạ, xin tiễn không? Cha còn tin tưởng chàng hơn con cái trong nhà nữa. Ganh tị quá. Nàng nghe lén người lớn nói chuyện là không đúng đâu. Cha mà biết chuyện của ta và nàng thì bao nhiêu chuyện tốt đẹp của ta sẽ trôi sông đổ biển hết. Chàng đừng có lo, cha không có biết được đâu. Tụi mình cứ âm thầm gặp gỡ như bao lâu nay vậy á. Chàng thì dạy học ngoài giường, em sẽ lâu lâu chạy ra thăm. Cứ vậy tới già, tới chết cũng được. Em chẳng mong gì hơn đâu. Ta chỉ sợ là không được mãi. Chỉ trừ khi chàng thay lòng đổi dạ, chứ em thì không bao giờ. Không phải là chuyện ta thay lòng đổi dạ, mà là nàng đã tới tuổi cặp kê, có bao nhiêu mối đang dòm ngó. Ta chỉ sợ nàng khó cưỡng lại ý cha. Nếu mà cha ép em lấy chồng á, em sẽ quyên sinh, nên chàng đừng lo. Nàng nói như vậy, bảo làm sao ta được lo cho được. Nếu như mà chàng lo, thì chàng sớm đi thi đỗ đạt để làm quan đi. Lúc đó cha phải cho thôi. Trong lúc chàng đi thi, em sẽ chờ chàng. À, nhưng mà thôi đi, sao tự nhiên nói chuyện chia ly cho buồn. Gặp nhau phút nào thì cứ vui phút đó, chàng đồng ý không? Ủa?
Dạ thưa cha, con mới về. À, con mới đi đâu về vậy? Dạ, con đi hái ít ngâu về để ướp trà cho cha, thưa cha. Con ngồi đi. Dạ. Đúng là con gái ngoan, lúc nào cũng lo cho cha hết. Chắc là cha con mình phải tạm xa nhau. Cha nói vậy là sao? Tại sao con với cha lại phải xa nhau? Thì con gái lớn rồi thì phải xuất giá. Bộ con tính lấy chồng sao? Dạ không đâu cha, chắc còn lâu lắm. Cha chỉ có một mình thôi, làm sao con có thể bỏ cha mà yên bề gia thất cho cam? Bởi vì cha có một mình nên cha mới muốn con yên bề gia thất. Sau này cha có mệnh hệ gì, cha có mất cũng yên lòng xuôi tay. Cha, con không chịu đâu cha. Bây giờ cha con mình nói chuyện nghiêm túc nè. Không phải hôm nay tự nhiên cha đề cập đến chuyện này. Con nhớ bác Phúc Phú Hộ ở làng bên không? Con trai nhà đó cũng vừa tới tuổi thành thân. Cả nhà đó đều thương quý con, tính ngày lành tháng tốt để qua dạm hỏi con làm dâu. Cha thấy rồi, không có còn đám nào mà môn đăng hộ đối hơn nhà đó đâu. Bởi vậy cha đã hứa rồi. Cha, sao chưa hỏi ý của con mà cha lại hứa đại vậy? Ở nhà đó từ hai bác đến con trai người ta, con đều biết rõ mà. Có điểm nào mà không được đâu. Không có điểm nào không được hết. Nhưng mà con chưa muốn lấy chồng, con không muốn lấy đâu cha. Có chết con cũng không muốn lấy đâu. Con con bé này thiệt là kỳ lạ. Thường ngày nói cái gì cũng nghe, tự nhiên hôm nay cái chuyện tốt đẹp rành rành lại cứng đầu cứng cổ vậy. Cha đã nói hết lời rồi, coi bộ con không có chịu hiểu. Người ta còn phải lấy người chưa từng gặp mặt, đằng này cha sợ con khổ nên cha đã chọn người mà con biết rõ. Đã vậy mà cả nhà họ đều yêu con hết mình nữa, sao mà con cứ khăng khăng không chịu vậy? Cha, con chưa có muốn lấy chồng đâu cha. Vậy chừng nào thì con mới muốn lấy chồng? Mất mối này làm sao con gặp mối khác? Có khi con phải hối hận cả đời đó con. Cha, con thề với cha, không bao giờ con hối đâu cha. Sao con lại dám chắc vậy? Không lẽ là con đã có mối nào rồi? Vậy là thật sao? Là ai? Là ai nói cha nghe? Là ai vậy con? Hả? Là ai? Cha, con nói ra thì cha hứa với con, đừng có la chàng nha cha. Cho tụi con đến với nhau nha cha. Thì cha phải biết người đó là ai mới được chứ. Là ai mà cha không nổi giận? Hả? Là ai vậy con? Hả? Là ai? Không lẽ đó chính là Cao Trí à? Con gian díu với nó từ lúc nào? Từ ngày cha cho chàng ở tạm ở giường nhà mình, con đem lòng nể phục một người học sâu hiểu rộng, giàu ý chí. Cha, tụi con gắn bó với nhau mấy năm rồi, con xin cha cho tụi con tới với nhau nha cha. Cha, con xin cha mà cha. Đồ chí đâu? Lại đây cho ta. Dạ, con xin chào ông. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Đồ đuôi ông tài áo, ta cho ngươi cất nhà tá túc trên đất nhà ta, vậy mà ngươi trả ơn cho ta như vậy đó hả? Dạ. Cha ơi, cha, tội của con, xin cha đừng có mắng chiến chàng nữa mà cha. Con còn nói nữa hả? Dạ không, lão già nói đúng, tội nợ là do con.
con đã đùa quến Quỳnh Nương, con xin chịu tội. Ngươi chịu tội bằng cách gì? Ngươi nhìn lại mình coi, từ trên xuống dưới có cái gì? Không đủ ăn nữa mà bà đặt vợ với con, lấy cái gì mà lo? Ta nghĩ ngươi học rộng biết nhiều, biết thân biết phận mà tránh xa con gái ta ra, đừng có làm khổ nữa. Ai ngờ. Lỗi tại con, xin ông tha tội. Cha ơi, cha, con trẻ lỡ dại đã hẹn thề sẽ duyên kết tóc, xin cha rộng lòng tha thứ mà cho phép. Không đời nào, cha thà chết không để con lấy một thằng khốn rách áo ôm giống như nó. Còn ngươi, dọn ra khỏi giường nhà ta ngay lập tức. Cha, con lại cha, cha đuổi chàng đi như vậy rồi chàng biết ở đâu cha? Cha không cần biết. Sau chuyện này, con nghĩ ta gặp mặt nói được mỗi ngày hay sao? Lão gia. Cha, nếu mà con đồng ý lấy con trai của Phú Hồ Phúc thì cha cho chàng ở lại nha cha. Để ta suy nghĩ lại đã. Cha, xem ra ý cha đã quyết, không thể nào lay chuyển được. Cha nàng nhận lấy vật từ năm ngoái, không lẽ nàng còn hy vọng cha sẽ đổi ý sao? Chàng nói vậy là sao? Sao chàng không nghĩ cách thuyết phục cha? Ta tài hẹt sức mọn, còn cha mẹ già ở quê, nếu bà bị đuổi đi chỉ còn một cách là bị gậy ra ngoài kiếm ăn mà thôi. Ta cũng muốn giữ nàng lại lắm, nhưng mà ta cũng không biết bằng cách nào nữa. Sắp tới ngày cử hành hôn lễ, chẳng lẽ chàng định ngồi im nhìn tiếp về nhà chồng hả? Quỳnh Nương à, xin nàng hãy tha lỗi cho ta. Nếu như thật có kiếp sau, ta xin thề là ta nhất định hai ta sẽ nên duyên chồng vợ. Coi cô, ngày mai á là đón dâu rồi, mà giờ cô khóc kiểu này á, mai sao đón được cô? Ta không còn muốn sống trên đời này nữa. Mặt mũi cô quan trọng gì? Cô nghe em đi, cô làm vậy nhà trai đàm tiếu, mất mặt lão gia làm sao cô? Cha ta thì quan tâm gì tới ta? Hạnh phúc cả một đời ta ông còn không màng tới nữa, ta chẳng nói được gì với ai hết. Làm sao tao có thể sống với một người mà không chút tình thương như vậy được? Thôi, đàn bà con gái trên đời này đều vậy hết á. Ai lớn lên thì cũng đều bị gả chồng hết à, đâu phải mình cô đâu cô. Em không hiểu đâu. Thôi, ta muốn ở một mình, em đi ra ngoài đi. Dạ, cô nhớ ngủ sớm nha, cô đừng khóc nữa nha cô. Nếu không thì ông đuổi em mất á cô, nha cô. Em đi nha cô. Đi theo chàng thì hay biết mấy. Nếu như ngày mai chàng đón ta thì sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời ta. Thank you.
chàng thì cũng không phải là ai hết. Ta thà chết đi còn hơn là thất tiếc với chàng. Lọ độc dược này sẽ giúp ta, nhưng mà ta nhớ chàng quá. Ta muốn gặp chàng thêm một lần nữa. Nàng hãy tha tội cho ta. Xin nàng hãy tha tội cho ta. Chàng không có lỗi gì hết. Đêm nay là đêm cuối cùng mình được gặp nhau. Chàng đừng nói những chuyện đau lòng nữa. Nhờ chàng mà thiếp mới biết thế nào là hạnh phúc. Như vậy thiếp mãn nguyện lắm rồi. Nàng hãy quên ta đi, thì nàng mới hạnh phúc được với chồng. Còn nhớ nhau hoài như vậy thì sẽ gặp toàn bất hạnh. Thiếp không lấy được chàng, nhưng hình bóng của chàng trong lòng thiếp không ai xóa được. Lẽ ra nàng nên hận ta. Ta là kẻ đáng khinh, đáng chết, đáng chết mà. Không đâu, chàng phải sống. Chàng phải sống thật hạnh phúc. Chàng phải nhớ là thiếp luôn bên cạnh chàng. Nè, chàng ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi. Chàng, đi, ngồi xuống. Lại đây. Thiếp muốn hỏi chàng, sau này nếu thiếp đi rồi thì chàng tính sao? Đạt đi rồi, ta sẽ dùi bài kinh sử rồi lên kinh ứng thí. Nhất định ta sẽ đổ đạt, công danh rạng rỡ, để mỗi lần nghĩ tới ta, đạt sẽ không xấu hổ vì ta. Nếu đổ đạt rồi, chàng nhất định tìm một người con gái tốt để chăm lo hậu hạ chàng. Đó là tâm nguyện cuối cùng của thiếp. Không, đêm nay trước khi đạt tới, ta đã thắp nhang thề với Cao Xanh. Kiếp này tài hẹn sức mọn, không cưới được nàng, ta nguyện một đời đơn độc. Kiếp sau nếu có tái sanh, mình sẽ sum họp cùng nhau. Chàng làm em khóc rồi nè. Nhưng không cần phải vậy đâu. Em đi là xong phần em. Kiếp này còn dài lắm, chàng còn cả một đời trước mắt. Cuộc đời này ta sẽ ráng sống không uổng phí. Nhưng hạnh phúc thì coi như đêm nay khép lại rồi. Đêm sương trở lạnh, để ta đưa nàng về nghỉ, có được không? Hãy cho thiếp ngồi thêm một chút nữa. E là lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Gà gáy sang canh rồi, trời đã sắp sáng. Nàng phải trở lại quê phòng. Một chút nữa thôi. Thiếp muốn nhìn chàng thêm một chút nữa. Ta sợ nàng sẽ lả đi mất. Phải chi thời khắc này
dừng lại mãi mãi. Em tay lạnh quá, chẳng lấy cho em manh áo được không? Ờ, ta sơ ý quá. Nàng đợi ta một chút. Đang làm cái gì vậy? Quỳnh Nương, đang làm gì vậy? Quỳnh Nương, chắc nhớ là em dặn không phải tìm Quỳnh Nương một người. Quỳnh Nương à, tôi... sao nàng đang làm như vậy? Quỳnh Nương, Quỳnh Nương, tiếp không bỏ chàng, tiếp vợ chàng. Đừng quên lời hẹn. Kiếp xin sao? Quỳnh Nương ơi, Quỳnh Nương, nàng đừng bỏ ta mà. Quỳnh Nương ơi, ta đúng là kẻ ngu si. Phải chi ta hiểu được ẩn ý của nàng, ta đã chậm mất rồi. Ta tình chay lý do, ta biết phải làm sao đây. Quỳnh Nương, ta đeo gông vào cổ ta cũng cam chịu, nhưng song thân phụ mẫu già nuôi, biết cậy vào ai? Quỳnh Nương ơi, Quỳnh Nương ơi, xin nàng hãy hiểu cho ta. Ta không thể nào chịu tù quan như vậy được. Quỳnh Nương ơi, nếu như có kiếp sau, ta nguyện cùng nàng sẽ duyên chồng vợ. Ta yêu nàng nhiều lắm, nàng hãy tha lỗi cho ta. Cô, tới giờ đón dâu rồi đó cô. Cô ơi, cô ơi. Chuyện gì đó? Ông, con kêu cô nãy giờ mà con không thấy cô trả lời. Nương con, Quỳnh Nương, là cha nè con. Quỳnh Nương, Quỳnh Nương, Quỳnh Nương.
Như là hồi hôm cô không ngủ ở nhà đó ông. Cậu Chí, cậu Chí đâu? Cậu Chí. Dạ, con chào ông. Sáng sớm có chuyện gì mà ông qua đây sớm vậy? Con Quỳnh Nương đâu? Tối qua nó ở đây phải không? Sáng nay chẳng phải nàng xuất giá sao? Nếu đêm qua nàng con ghé đây, con cũng nói nàng vậy. Giữa tụi con đâu còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà sao ông lại nói như vậy? Có chuyện không hay với nàng sao? Vậy là nó bỏ đi rồi. Giường chiếu còn nguyên, chứng tỏ là nó bỏ đi từ đêm qua. Nàng đi đâu được chứ? Ông xem thử nàng có họ hàng thân thiết hay là bạn bè gì không? Con gái ta từ nào đến giờ chỉ có một mình ở trong nhà, nó làm gì có ai thân thiết ngoài ta với ngươi. Ông cứ bình tĩnh, cho người đi tìm kiếm, con cũng sẽ đi tìm. Nếu nàng nghĩ quẩn rồi bỏ đi đâu đó, chắc là chưa đi xa được đâu. Bay chia nhau ra tìm kiếm, không được làm kinh động để người ngoài ta biết, hiểu chưa? Dạ ông ơi, hay là mình đi báo quan đi ông, để quan sai tụi lính tráng đi kiếm phụ mình, chứ mình đâu có chuyên bằng không, họ không được. Đụng tới quan nha lính tráng chỉ tổ cho bọn vô tích sự đó thừa hưởng đục khả công, rồi vô nhà lục lọi dò dính kiếm chát. Thôi tự đi tìm kiếm đi đi. Mà ông ơi, còn bên nhà trai làm sao ông? Thì phải nói thật với người ta. Xin người ta trễ trễ ít lâu chứ biết sao giờ. Dạ dạ, vậy thưa ông, con đi nha ông. Đi đi, lẹ đi. Dạ, dạ thưa ông, con đi. Dạ. Sao rồi con? Ông ơi, nhà trai nói là cho người tìm kiếm khắp nơi rồi mà không thấy cô dâu đâu hết đó ông. Mọi chuyện là lỗi tại ta, phải chi tôi được ép nó thì nó đâu có liều thân. Bây giờ không biết nó lưu lạc phương nào, còn hay mất. Con thấy ông lúc này tiều tụy lắm rồi, hay là ông ăn một chút xíu gì thôi để có sức khỏe rồi tìm kiếm cô. Con nghĩ là cô không có sao đâu. Cô nhớ ông, cô cũng về hả ông ơi? Bây giờ chưa tìm được nó, làm sao mà ta ăn uống cho nổi. Thôi kệ ta, con ra ngoài đi. Dạ ông. Tục ở cảnh này, ở lại ngôi nhà này như một cõi âm, suốt ngày chìm đắm cùng nàng. Hàng ngày ta còn phải chứng kiến thấy cảnh cha nàng tiều tụy. Không, ta phải đi khỏi nơi này thôi. Cầu Trí, ông cho gọi con. Con mời ông vào nhà. Người ngồi đi. Thấy ngươi xuống sắc quá rồi đó, bỏ qua cho ông già này. Bẩm, không phải như vậy. Tại con trẻ dại dột, không kiềm chế được lòng mình. Nếu ta không có đem ngươi về đây thì đâu có xảy ra chuyện này.
Tại ta không lường được sự tình. Anh còn trẻ, biết cư xử, lại học sâu hiểu rộng. Sao ta lại không nghĩ chuyện con gái ta nó cảm mến đến anh? Ông càng nói con lại càng thấy rối. Con đang định xin ông đi khỏi đây, để ông khỏi nhìn thấy kẻ gây ra lỗi lầm. Con đỡ dằn dặt. Nếu cứ tiếp tục ở lại thì con e rằng con sẽ trở thành kẻ bạc nhược, không làm được gì hết. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ bẩm, con đã suy nghĩ kỹ. Con sẽ lên kinh, mở lớp dạy học, rồi tiếp tục đèn sách để tiện bề ứng thi. Sau này con sẽ trở về thăm ông. Nếu anh đã quyết thì ta cũng không cản. Giữ anh ở lại nơi u uất này cũng chẳng có ích gì. Hãy bỏ qua cho ta. Dạ, con không dám. Con mong ông giữ sức khỏe. Con muốn tự giả lưu thể rồi xin phép đi luôn. Câu chuyện bi thương quá. Đã khỏi nhà Quỳnh Nương rồi, chắc ngài cũng phải trải qua không ít khó khăn. Tôi lên kinh, mở lớp dạy học, rồi cố đáng đau thương ôn luyện kinh sách để khoa thi. Rồi tôi đi thi đậu tiến sĩ, làm quan. Nhưng mà lòng tôi vẫn không nguôi ngoai nhớ tới nàng. Nói vậy chắc phu nhân ở nhà cũng là một quốc sắc thiên hương, mới khiến cho ngài tạm quên chuyện cũ được. Tôi vẫn chưa thành gia thất, không ai có thể thay thế hình bóng của nàng. Thế gian này hiếm có tấm chân tình nào lại đại chung thủy như ngài. Cũng chẳng phải lớn lao gì đâu. Trong lòng của tôi đã có người vợ hiền, nhất mực chung thủy là nàng, thì làm sao còn có chỗ cho một người con gái khác. Nhưng mà kỳ lạ là từ khi gặp tiểu thư đây, mấy chữ trong tay của nàng, khuôn mặt nàng, ta cứ ngỡ là chính nàng là Quỳnh Nương. Nếu như vậy thì tấm chân tình của hai người đã động tới cao sanh rồi đó. Con gái của Hạ Quan từ khi sinh ra không nói được cũng không cười được. Từ sau khi gặp ngài, nó bình thường trở lại, mà trong tay lại còn có bút tích của ngài nữa. Vậy nếu như ngài không chê, xin cho con bé được theo ngài cận kề với ngài. Con gái của ta đã khỏi bệnh, lại được để quý, hôn lễ cũng đã được cử hành xong. Ơn trời đã cho ta song hỷ lâm môn. Dạ, đội ơn giặc phụ. Dạ bẩm ông, không hay, không hay rộng ơi. À, không hay rộng ơi. Chuyện gì vậy? Dạ lính triều đình đang đẩy ngoài sân á, đồ bắt Tân Lan. Quân lính triều đình. Nghe nói người tố Cao Trí lạm quyền, cướp hôn thê của người, người có bằng chứng gì không? Bẩm bệ hạ, hắn mới cưới vợ, đó chính là bằng chứng. Án quan Cao Trí, có đúng là người mới cưới vợ, vợ của người là vị hôn thê của quan đô đốc, có đúng vậy không? Bẩm hoàng thượng, đúng là hạ thần vừa mới cưới vợ, và vợ của thần đúng là người mà đô đốc đây suýt ép cưới được làm vợ lẽ. Hắn nắm lực trong tay, dám thay trắng đổi đen, dám cướp trên tay vị hôn thê thần đã dạm ngõ, lễ đạt đủ thứ hết của hạ thần. Thần đương đương là một đô đốc, mà hắn dám vuốt mặt không nể mũi. Thử hỏi, dám đồng hành như vậy thì hắn coi ai ra gì nữa? Có chuyện đó không? Bẩm hoàng thượng, có chuyện qua đô đốc muốn cưới nàng, nhưng nàng hoàn toàn không đồng ý. Tất cả là do đô đốc ép cha nàng. Ông sợ quy cho nên đành hứa gả. Nàng là phận con, lại câm điếc không thể giải bày, cho nên mới đành chọn cách bỏ trốn khỏi nhà, bán nước ở gian đường, kiếm sống qua ngày. Vậy ra cô gái đó là một người câm điếc. Một cô gái câm điếc mà có tới hai vị chức sắc canh giành, hẳn là dung mạo của cô ấy phải tuyệt trần. Đang là hôn thê của người này, bỗng chốc làm vợ của người kia. Dạ bẩm, thì hắn thấy nàng xinh đẹp nên xin lòng ta muốn chiếm đoạt của hạ thần chứ sao. Mong hoàng thượng trảm hắn đi làm gương cho kẻ khác. Khải bẩm hoàng thượng, xin nghe thần nói. Đối với dung mạo của nàng,
chỉ là chuyện thứ. Đó là câu chuyện nhân duyên kỳ lạ của đời thật. Không biết bệ hạ có sẵn lòng lắng nghe hay không? Trên đời lại có chuyện kỳ lạ vậy sao? Bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ tin cái chuyện hoang đường của hắn? Chuyện này thật quá vô lý mà. Dạ, bẩm chính thần cũng không thể ngờ mình lại được ơn huệ quá lớn của trời ban, được gặp lại nàng. Ta muốn có một lần kiểm chứng. Khởi bẩm hoàng thượng, phu nhân của hạ thần đang chờ ở bên ngoài, đang chờ được diện kiến hoàng thượng. Lệnh cho phu nhân của Cao Trí vào diện kiến. Nàng hãy mở lòng bàn tay cho ta xem. Hay lắm, hãy tha lỗi cho ta vì đã làm kinh động đến đám cưới của hai người. Để bù đắp, ta cho tổ chức tiệc cưới 3 ngày. Tạ ơn hoàng thượng. Bệ hạ, Đồ Đốc, sao ngươi không mau quỳ xuống? Dạ. Ngươi biết tội ngươi chưa? Vợ con đầy đàn, 5 thê 7 thiếp còn muốn đeo bồng. Chính ngươi mới là kẻ lạm quyền ép uổng người khác, không xứng đáng đứng đầu ba quân. Nay ta truyền lệnh cách chức, giáng ngươi xuống làm cảnh vệ. Đội ơn bệ hạ. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi vậy? Có chuyện này lạ lắm ông ơi. Là chuyện gì? Ông nhìn kìa ông. Thưa ông, con vô. Con là con gái ta. Không thể nào. Con xin chào lão gia. Cô trẻ thất hứa, đã đỗ đạt lập quan nhiều năm rồi, nhưng bây giờ mới chịu về bái lại. Xin cha tha lỗi cho con. Cô gái này, xin cha hãy nghe con kể lại đầu đuôi sự việc. Ta cũng ngờ ngợ, nếu con gái ta còn sống, cũng quá tuổi cô gái này, nhưng không thể có chuyện người giống người đến như vậy. Còn cái chuyện tái sinh gì đó, không thể nào tin được. Nàng hãy mở lòng bàn tay cho lão gia xem. Không, ta không tin. Nếu cha không tin, xin hãy theo con ra giường. Bao nhiêu đập qua, cha vẫn giữ nguyên chỗ này sao? Ta giữ nguyên mọi thứ, để nếu có một ngày con ta quay về, nó không bỡ ngỡ. Nơi đây lưu giữ những tháng ngày hạnh phúc nhất, đau khổ nhất của con, và cũng lưu giữ hình hài của nàng. Xin cha chờ một lát. Cha hãy nhìn thử xem.
Đây là bút tích của con. Hai chữ tái sinh. Đứa con gái dạng dỗ của ta đây sao? Kỳ lạ thiệt. Nét chữ giống hệt nét chữ trên bàn tay cô gái. Nếu không có dấu hiệu này thì con đã nguyện độc thân trọn đời để giữ hẹn ước cùng nàng. Ai ngờ chắc ông trời có mắt thấu tâm can mối tình của chúng con. Thương nàng cho nàng tái sinh để được đoàn tụ trong kiếp này. Nhưng quả như vậy cũng an ủi cho ta, coi như ông trời đã bớt cho ta một gánh nặng tội lỗi. Cảm ơn con. Có lẽ tấm chân tình trước sau như một của con đã làm cho ông trời mũi lòng thiệt rồi. Thiệt là hiếm có. Con xin cha cho vợ con và con được thỉnh thoảng về thăm cha để gia đình mình được đoàn tụ. Đổi cho. Em làm không nổi đâu, cứ để cho anh. Xuống nghỉ chút đi, anh cũng đuối rồi đó. Phải tranh thủ chứ, trời sắp tối rồi. Cơm tới rồi, hai anh tới ăn cơm nè. Anh, cơm tới rồi kìa. Cơm nóng cá nướng, vợ anh đúng là biết chiều chồng nha. Ai nói là chiều anh hồi nào? Cái này á là em làm cho anh Nghĩa, tại vì anh Nghĩa thích ăn, cho anh ăn hồi nào. Làm bộ. Anh Nghĩa nghe chưa? Làm cho anh Nghĩa ăn đó. Cái gì cũng anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Chứ việc nàng anh làm hết rồi, phải để đồ ăn ngon cho anh chứ. Vợ anh á chỉ được cái nói đúng à. Em coi đi, anh năn nỉ hoài ảnh không chịu xuống. Em vừa mới tới anh tuột xuống liền à. Đồ ăn tới mà không leo xuống thì đói sao hả anh? Thôi anh ăn đi. Ngày mai á anh muốn ăn gì để em làm cho. Trời ơi, cái cô này làm tôi tức chết quá. Không hỏi chồng ăn gì mà cứ hỏi người ta ăn gì không à. Thôi được rồi, ăn gì cũng được mà, bày vẽ làm gì. Vậy đâu có được, anh làm mệt mỏi phải ăn đàng hoàng. À, gà xé được không? Mà anh thích ăn gà xé chấm mắm hay là chấm muối? Vợ à. Dạ. Anh thích ăn cái gì? Anh đó hả? Em đâu có biết đâu. Ừ, gì kỳ vậy? Không biết nè. Thôi cơm đi. Dạ. Làm ơn đi, đừng có chăm nom ta từng ly từng tí nữa. Đừng cười nữa, ta sắp chịu hết nổi rồi. Ăn đi anh. À, lấy gỗ á, gửi tiền cho anh nè. Vậy tốt quá. Giữ lại một ít lo cơm nước kỳ tới thôi. Còn lại á, đưa cho anh Nghĩa hết. Ăn đồng chi đủ. Trước sau thì bây giờ như vậy, sao tự nhiên bây giờ người ít người nhiều? Em đâu có nói là đưa luôn cho anh đâu. Dạ. Vợ chồng em á, có chỗ che nắng che mưa rồi. Anh lo gom góp một ít, mua vật liệu đi. Hai anh em mình sẽ dựng cho anh một ngôi nhà. Ờ, ở trong sân nhà em. Ờ, có gì anh còn lấy vợ nữa chứ. Cha mẹ để lại cho em, đất ở có hết đâu. Hai anh em mình ở chung, tối lửa tắt đèn có nhau. Chừng nào có dư trả lại, có sao đâu. Đúng rồi đó anh,
Bây giờ tới lúc á, anh cũng cần phải có người nâng khăn sửa túi cho anh rồi. Hay là anh thích ai em làm mối cho, đúng không mình? Làm sao để tôi nói với em là người tôi muốn nhất đã là Quan có chủ rồi đây. Em làm ảnh ngớ người ra rồi kìa. Dĩ nhiên lấy ai ấy, phải biết tâm ý của ảnh, giống như là em vậy đó. Cái này là chuyện nhỏ mà. Anh biết sao không, khi nào có một người nào đó thương anh á, thì người ta sẽ chăm sóc cho anh gấp ngàn lần luôn á. Nói gì thì nói, kiếm được người vợ như vợ anh khó vạn lần luôn á. Thôi đi, ảnh vừa cao to đẹp trai lại giỏi giang nữa. Ảnh mà lấy vợ á, vợ ảnh sẽ đẹp gấp trăm lần vợ anh á, anh đừng có tưởng. Có đâu ha. Ăn cơm đi. Nè anh. Tôi ăn xong rồi, hai người ăn đi. Ủa? Anh ăn gì lẹ vậy? Anh ăn mới có chút xíu mà. Anh Nghĩa, tôi ăn no rồi, hai người ăn đi. Hay là em lỡ lời làm ảnh giận? Không có đâu, chắc là ảnh muốn vợ rồi đó. Ăn cơm đi. Dạ. Đó, anh nhìn đi, em thấy chỗ này được nè, vừa thoáng đãng mà vừa lại cách ra, thành ra chung mà vẫn riêng. Mình đắp đất lên cao thành một nền nhà nhỏ nhỏ. Chỉ sợ phiền vợ chồng chú thôi. Anh đừng có ngại, có gì đâu mà. Anh em với nhau không à, khách sáo làm cái gì. Bây giờ mình dựng nhà tre vách nước, sau này dành dụm được rồi á, cái mình dỡ ra cất lại đàng hoàng. Nhưng mà anh đừng có ngại, không có anh choàng việc cho vợ chồng em á, làm sao tụi em á dựng được ngôi nhà này. Anh nghĩ coi, bây giờ nè, anh lấy vợ ha, xong rồi cái anh sinh con, rồi hai nhà mình qua lại vui biết chừng nào. Ủa, định cất bên đó hả anh? À, vợ. Ờ, em thấy được đó. Thôi bây giờ hai anh em vô ăn khoai nè. Mình vô thôi anh. Nè anh Mình ơi. Dạ. Cái chuyện mà hôm bữa mình nói cô Thắm sao rồi? Trời, chút xíu nè em quên rồi. Em thấy chị Thắm làng bên á, thích anh Nghĩa lắm. Mà em thấy chị Thắm cũng xinh đẹp, giỏi giang nữa. Ừ, tôi có mối rồi. Hả? Có mối nào sao em không biết? Ừ, bị chuyện em đúng không? Tối ngày ở trong rừng, về nhà có hai thằng được rượu à. Có gặp ai mà có mối. Phải đó, mà em thấy anh không ưng chị Thắm chỗ nào. Tuy không sắc nước hương trời, nhưng mà chị... Anh đã có mối rồi. Và nhất định anh sẽ cưới bằng được người đó. Vậy thì mừng cho anh quá. Nhưng mà bữa nào á, anh dẫn chị ấy tới đây để cho tụi em gặp mặt nha. Mà ai vậy? Sao em không biết vậy? Ai á, rồi sẽ khắc biết thôi. Đợi cất nhà xong mới nói đúng không? Ông này ghê thiệt, kính tiếng dễ sợ. Ừ, anh có nghe tụi thiệp phu nói là ở trong rừng có một cây vàng tâm lớn lắm, mấy người ôm không xuể. Nếu chúng ta có được cây đó, tha hồ bắt chẹt bọn lái. Vàng tâm mấy người ôm sao? Vậy là mình phải vô rừng sâu lắm á. Nhưng mà mình đâu có được. Chưa tính á, lúc mà mình vận chuyển ra ở chốn rừng sâu, lỡ như gặp thú dữ thì sao? Giữ tính mạng mình quan trọng hơn. Nếu chúng ta không vào rừng sâu thì làm sao có được gỗ quý chứ? Anh Nghĩa nói đúng. Hay là anh em mình đi một chuyến coi sao? Mốt về già có chuyện ly kỳ kể con cháu nghe chơi. Đợi mốt già mình muốn đi cũng đâu có nổi đâu. Mình à, không có được đâu. Em sợ lắm. Mình à, tôi đi hai anh em chứ đâu phải mình ơn đâu à. Nè, kỳ này tôi về, tôi sẽ mua cho mình chuỗi ngọc lan mình thích nha. Nha. Đêm qua em mơ thấy điềm xấu. Mình cứ lo nghĩ dớ dẫn không à. Không có sao đâu. Kỳ này về tôi sẽ có chuỗi ngọc cho mình đeo. Em không thích ngọc đâu. Em nói thiệt đó.
hay là mình đừng đi nha. Em linh cảm lần này không có tốt. Không có sao hết mà. Bộ mình quên á, tôi với Nghĩa là cao thủ, là đánh chúa Sừng Lâm sao? Ai cũng phải sợ hết, nhớ không? Mình đi thôi anh. Anh đi nha. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nghe không? Thôi, hai anh đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu như thấy đường xấu quá thì hãy quay lại nha. Đúng là ra đường gặp đàn bà mà, chưa đi đã cản rồi. Thôi, cười lên cái, cho anh em tôi lấy hên coi. Em đừng có quá lo, chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó mà. Chắc chắn là Ân sẽ về. Nghe lời anh dặn, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi đây. Mình đi thôi. Mình phải dừng lều nghỉ chút xíu đi. Ráng đi, sắp tới rồi. Kiểu này á, chắc còn xa lắm, không biết chừng nào mới tới được. Hay là mình đi lạc rồi? Không, mình không lạc đâu. Ở đây không có vực. Ừ, là sao? Cái cây đó nằm ở hướng nào? Mà sao anh nói giống như anh biết chắc đường vậy? Ừ, anh biết đường mà. Hả? Anh biết đường hả? Ừ. Mà thôi, nghỉ chút đi, coi lấy cái gì ra ăn cái đã. Vậy có được không? Mệt muốn chết mà thấy anh đi xăm xăm em đâu dám nghỉ đâu. Mà anh nói biết đường là sao? Trước khi đi á, anh có hỏi mấy người tiều phu phải không? Không phải là không biết trước, mà là phải tính trước. Mình đi đâu làm gì thì phải biết trước chứ. Nè, anh đang đi. Anh không đói đâu, em ăn đi. Dạ. Rồi anh nói tính là tính sao? Ông nói em biết gì hết trơn à? Không biết có chuyện gì không? Mà sao trong ruột trong gan cứ nóng lên? Lần này biệt tâm vô tính, hỏi ai cũng không gặp hết. Mi, Mi ơi, Mi. Hai anh về rồi đó hả? Em mừng quá, sợ hai anh có chuyện gì. Ủa, chồng em đâu rồi? Không có gì đâu, em đừng có lo quá. Mấy bữa nay mắt em cứ giật hoài à, em sợ quá. Chồng em đâu anh? Mỹ à, tụi anh đi lạc, càng đi thì càng không biết đường. Anh cứ năn nỉ nó về mà nó không chịu. Nó cứ nặng nặng đòi phải chặt cho được cây vàng tâm để mua cái gì đó cho em. Em đã nói là không cần ngọc ngà châu báu gì, mà sao cứ gàn hoài không biết nữa. Rồi anh chiều lòng nó, rồi anh mới đi với nó. Tới khi đến nơi thì không thấy có cây vàng tâm, rồi tụi anh quyết định đi về. Vậy cũng tốt. Nhưng mà chồng em đâu rồi? Sao anh về có mình anh vậy? Anh có nói với nó là cứ về nghỉ với vợ một vài ngày để cho em bớt lo lắng. Rồi nó nói là nó phải theo đoàn thương lái về mạng ngược tìm gỗ. Rồi có gì sẽ bắn tin cho anh hay sao? Thiệt cái ông này, mãi quá anh chi không biết nữa. Thôi cũng mừng, không biết cái gì là mừng rồi. À, mà em có gì ăn hay không? Anh đói bụng quá. À, anh vô nhà đi, em dọn cơm cho anh ăn.
Có gì mà anh cười vậy? Không. Chỉ là về nhà anh thấy ấm cúng thôi. Anh chưa vợ con mà thấy vậy. Còn cái người kia, vợ chờ từng ngày mà không biết. Đúng là vô tâm mà. Chắc là nó muốn mua cái chuỗi ngọc cho em sớm thôi mà. Thì em cũng biết vậy. Em nói vậy thôi, tại em nhớ anh quá. Thôi anh ăn cơm đi. Nhìn món ăn hấp dẫn quá. Em đó, đúng là nấu ăn lúc nào cũng ngon nhất. Chưa đâu, người nào mà anh thấy thương á, khi nấu cho anh ăn, anh mới cảm thấy ngon nhất. Anh ăn đi. Người đó đang ngồi trước mặt anh đây. Ít thời gian nữa thôi, em sẽ hết cũng được. Mỹ, để anh làm cho. Sau này á, mấy cái chuyện nặng nhọc như vậy cứ để cho anh làm. À anh, anh có tin của ảnh chưa? Thực ra thì có tin gì không anh? Anh có ra bến tàu, mấy chiếc đi mạng ngược á cũng đã về tới hết rồi, nhưng mà không thấy tin báo nào. Vô quý bây giờ chắc cũng hiếm, chắc là ơn nó tìm chưa ra thôi. Lạ thiệt, hồi trước đi đâu là báo, mà bây giờ đi lâu quá mà cô không nhắn cho em một tiếng để em yên tâm nữa. Sao kỳ vậy ta? Đàn ông có vợ rồi á, đủ thứ lo. Chắc là ân lo xa thôi mà. Anh đó, lúc nào cũng nói cho anh hết. Nhưng dù sao có anh đi theo em cũng yên tâm. Anh mà biết nó đi lâu như vậy á, là anh đi theo nó luôn rồi. Mấy bữa nay á, bạn qua nó rủ đi rừng, nhưng mà anh đi á thì sợ nó nhắn về bất tử. Nhưng mà ở nhà chợ á, thì không biết là chừng nào nó về. Thiệt, không biết sao luôn. Làm lỡ biết bao nhiêu công việc của anh. Nhiều khi á, em thấy ảnh quá may mắn khi có được người bạn như anh. Anh lo cho ảnh còn hơn anh em ruột thịt nữa. Chính như vậy mà bây giờ á, ở trong nhà có gì chị nặng nhọc, em cứ để cho anh làm. À, sao anh không tranh thủ dựng tiếp nhà đi? Làm tới đâu thì hay tới đó. Còn có gì nặng á, thì để chồng em về có gì phụ cho. Hay là những chuyện nhỏ em phụ anh. Thôi, đâu có gì gấp gáp đâu. Cứ để đó, chứ bây giờ làm lỡ dở thì lại mất công nữa. Dạ. À, còn cái khung cửa này nè, để bữa nào anh rảnh á, anh đóng cho em cái mới luôn ha. Cũng được, anh nói là anh đóng cho em đó, nhưng mà bây giờ chưa làm được nữa. Từ nay anh sẽ thay nó làm mọi việc cho em, cho tới khi mà anh làm cho em quên tiệc nó đi. Dạ. Lóng rài có nghe tin tức gì của Ân không? Dạ không cô ơi, con cũng trong quá chừng luôn. Không nghe tin gì hả? Cô nói con nghe này,
Mày nghe rồi bỏ nha. Tại vì cô nghe người ta nói rồi cô nói là cho mày biết thôi. Dạ, có chuyện gì vậy cô? Trời đất ơi, ở ngoài người ta bàn tán á, cái chuyện thằng Ân nó đi. Tao nghe người ta nói Cô, có chuyện gì vậy cô? Người ta nói là gặp thằng Ân á, cặp kè với nhỏ nào ở vùng biên á. Chắc là không phải đâu cô ơi. Chồng con đối với con á, một lòng một dạ mà. Làm gì có chuyện đó. Tao nghe người ta đồn vậy thôi. Tao nói là cho mày nghe. Chứ không có lửa làm sao có khói. Giờ cô hỏi con nè, nó mà không có con khác á, làm sao mà nó bỏ nhà bỏ cửa đi biền biệt. Nó biết rõ ràng trong nhà là có thằng Nghĩa trong nhà. Lửa gần rơm á, lâu ngày phải bén. Cô nói vậy là sao? Làm gì có chuyện đó. Tao thí dụ vậy thôi. Nhưng mà con nghĩ đi, nhìn thằng Nghĩa đi, trời đất ơi, nó cao lớn, đẹp trai, mạnh khỏe, cái gì nó cũng biết làm. Nói mày đừng giận chứ, cái gì nó cũng hơn thằng Ân một nấc hết trơn á. Mày nói nó không có con khác làm sao mà nó bỏ đi biền biệt vậy được. Cái này là cô thương con, cô mới khuyên con. Cái thằng Ân nó đã không biết thương con á, thì con phải tự biết thương mình đi. Chứ cô thấy thằng Nghĩa nó được á, nó lo cho con cả năm nay rồi còn gì nữa. Thôi cô đừng có nói nữa. Con là gái đã có chồng rồi, nay mai chồng con sẽ về thôi. Con đi trước đây. Nè, cái này cô thương con, cô mới khuyên thật lòng. Con gái có lứa có thì, bây giờ mày còn xuân sắc, mày không lo thân, rồi mai mốt á, tuổi xuân nó qua đi rồi hối hận không kịp á. Tao nói vậy rồi suy nghĩ đi nghe không. Em sao vậy? Người ta nói thấy anh Ân đi với người đàn bà khác ở vùng biên. Vùng biên? Sao? Cái tay lái gỗ nói với anh là lợn đi buôn mà. Không lẽ nó lại tung tin để đánh lạc hướng mình? Em trước giờ sống chết với anh như vậy, vậy mà anh. Em bình tĩnh đi. Vậy là một trong hai người phải có một kẻ nói láo. Nhất định em phải hỏi cho ra kẻ nói láo đó là ai. Mỹ, khi mà chưa biết thực hư mọi chuyện như thế nào, em đừng nên nghĩ xấu cho thằng Ân. Đời này kiếp này, làm sao mà anh kiếm được người bạn tốt như anh. Vậy mà anh không biết quý, bỏ bạn đi biệt tâm. Phải nói là bỏ một người vợ như em mới là đáng tiếc chứ. Anh lúc nào cũng nói tốt cho ảnh. Thôi để em vô nấu cơm, nhà cũng không còn gì ăn. Anh chịu khó nha. Sao lại chịu khó chứ? Ở đây anh có một ít tiền, em cầm lấy đi chi tiêu. À, anh còn mới săn được một con heo rừng nữa, mình tha hồ có thịt mà ăn. Sao anh đưa cho em quà vậy? Thì em cứ coi như là anh thay thằng Ân lo lắng chăm sóc cho em. Mà anh ăn không đó chứ, em có ăn bao nhiêu đâu. Đã là người một nhà với nhau, em đừng có ngại nữa. Nè, cầm đi, cứ giữ đó mà xài, thiếu thì nói anh. Em cảm ơn anh nha.
Không biết cả đời này em trả ơn anh sao nữa. Thôi, em đi vô đây. Đây là tiền công của bà. Khoan đã, bà có làm đúng những lời tôi dặn không? Trời ơi, cậu khéo lo. Ở cái làng này có miệng ai bằng miệng tôi đâu nè. Đây. Chuyện đó thì tôi biết. Cái chuyện cậu nhờ tôi á, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bảo đảm với cậu, trước sau gì á, cá cũng cắn cầu. Nếu mà mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ hậu tạ cho bà nhiều hơn nữa. Cậu làm tôi ngại quá à. Nhưng mà nè, hứa nhớ giữ lời nha. Em cứ để đó đi, chúc anh làm cho. Em làm được mà, không sao đâu anh. Mỹ ơi, Mỹ ơi Mỹ. Dạ. Trời ơi, chuyện có gì chuyện vậy? Rồi, có chuyện rồi. Có chuyện có gì chuyện vậy rồi, ra đây. Con nhỏ mà cặp kè với thằng Ân á, nó mới ghé bến thuyền, nó nói là thằng Ân bị tụi Lục Lâm Thảo Khấu giết chết rồi. Mỹ à, được rồi, bà về đi. Cảm ơn bà. Để anh đưa em vào trong, rồi anh chạy ra bến tàu coi sao. Hả? Kế hoạch của tao coi như xong. Ân, mày bỏ qua cho tao nha. Mày thấy đó, tao lo cho Mỹ chu đáo đàng hoàng. Tụi tao cúng dỗ cho mày mỗi kỳ tử tế. Tao hứa với mày đó. Mới đó mà đã 3 năm rồi. Em cũng đã trọn đạo vợ hiền rồi. Mặc dù em bị bỏ mặc, nhưng vẫn một lòng thờ chồng. Và bây giờ, kể từ ngày hôm nay, anh chỉ mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Anh nói cứ như sắp bỏ đi vậy. Phải. Có thể nói điều này xong, anh sẽ phải ra đi. Anh đi đâu? Đây là nhà của anh mà, anh đi đâu? Anh Ân đã bỏ em đi rồi, bây giờ anh cũng bỏ em đi nữa, thì làm sao em sống nổi? Mỹ à, nếu như vậy thì em có đồng ý kết tóc xe duyên với anh không? Nếu được như vậy, anh xin thề, cho dù có xẻ da xẻ thịt anh cũng sẽ không bao giờ để em một mình. Còn nếu như không, anh sẽ phải ra đi. Vì anh không thể cứ để cho tình cảm của anh lớn dần lên trong anh. Anh không chịu nổi em mà. Là ai? Tại sao nửa đêm lại vào nhà ta? Ngươi là phường trưởng cướp nào? Mau rời khỏi đây đi, nếu không thì đừng có trách ta đó.
mạng lại cho tao. Không mạng lại cho tao, tao không có giết ngươi. Trả mạng lại cho tao. Đừng lấy mạng của tao mà. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Không, không, trả mạng lại cho tao. Không, không. Mình mơ cái gì mà hét ghê vậy? Sao vậy mình? Mình à? Cá nướng cho ông xong chưa? Dạ, xong rồi bà. Dạ, cá của ông nè bà. Nè, nếu mà ai tới lấy gỗ, nói là ông đang bệnh, có gì ngày mai tới nha. Dạ. Vợ chồng mình sống chung với nhau cũng đã 10 năm. Vợ mình ngày càng hiểu ý của mình hơn. Mình vẫn đẹp như hồi đó. Không, đẹp hơn hồi đó. Ở kiếp này á, tôi chẳng có mong điều gì hơn nữa. Mình đó, chỉ được cái nịnh vợ. Vợ tôi đẹp thì tôi nịnh. Thì sao nào? Nghĩ lại, mình cũng phải trải qua bao nhiêu thứ mới được như ngày hôm nay. Từ thằng thợ rừng hai bàn tay trắng, lặn lội làm thuê làm mướn, ai đâu ngờ rằng đến một ngày có được một cơ ngơi như vậy, một người vợ đẹp như vậy nữa. Mình à, mình sống với tôi mình có mãn nguyện không? Mình còn phải hỏi nữa. Nếu như hồi đó không có mình thì tôi không biết phải sống ra sao nữa. Vậy mới nói, trên đời này không ai cho ai cái gì. Cái gì muốn có thì phải lấy tay đoạt lấy. Chồng tôi giỏi giang hơn người, tôi biết mà. Ủa, mình nghĩ gì mà cười nghe ghê vậy? Không, 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 không có gì. Chỉ là đang nói chuyện. Trùng hợp. Trùng hợp thiệt. Mình nói cái gì mà nghe khó hiểu vậy? Cái gì mà kêu trùng hợp? Đang nhìn kìa, con cốc nó đang liếm nước mưa. Con cốc liếm nước mưa mà trùng hợp gì? Nói hay không nói đây. Mình có gì giấu tôi sao? Không, không có gì. Mình uống với tôi một ly nha. Tôi thấy bữa nay mình lạ lắm nha. Vợ chồng mình dù sao cũng đầu ấp tay gói hơn 10 năm rồi. Có cái gì đâu mà phải giấu tôi? Tôi đã nói là tôi không có giấu cái gì hết. Hay là mình có ai? Mình mà cũng biết ghen nữa hả? Không có ai đâu. Làm gì có cái chuyện đó. Sống với mình á là tôi mãn nguyện lắm rồi. Dù có kiếp sau, tôi cũng chỉ mong muốn có được mình thôi. Thấy con cốc liếm nước mà mình cười như vậy, còn nó trùng hợp gì đó? Cái đó thì tôi đã nói là không có gì đâu mà. Tôi không tin. Nếu mà không nói thật á thì từ nay đừng nói gì với tôi nữa. Mình à, mình. Mình à, mình. Vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm trời, đồng cam cộng khổ từ cơ hàn tới giàu có. Chắc có biết chuyện kia cũng không nỡ trách mình đâu. Cũng vì thật lòng thật dạ, mình mới phải vượt qua bao khó khăn mới tới được với nhau. Biết đâu còn thương mình nhiều hơn đó chứ.
Mình à, mình còn giận tôi đó hả? Mình quay lại đây cho tôi nói chuyện nè. Chuyện gì? Thì chuyện con cốc liếm nước mưa chứ chuyện gì nữa. Mình đã muốn biết á, thì tôi cũng không giấu nữa. Nhưng mà mình phải tin tôi, là tôi chỉ có một mình mà thôi. Mình nói đi. Con cốc đó, nó làm tôi nhớ tới thằng Ân. Sao con cốc đó làm mình nhớ tới chàng? Chuyện là như vậy. Anh Nghĩa, anh thả em ra đi. Anh giỡn như kỳ vậy? Mày nghĩ là tao muốn giỡn với mày đó hả? Anh Nghĩa, thả em ra đi. Đau quá, đừng có giỡn vậy mà. Đau hả? Chưa đâu. Anh Nghĩa, anh tính làm gì vậy? Làm gì hả? Tao thật sự cũng không muốn tới mức này. Nhưng mà tao nói cho mày hay, tại vợ của mày đẹp quá, cho nên tao muốn mị. Mà nếu mày còn sống thì làm sao mà tao lấy mị được? Cho nên mày phải chết. Thì ra là vậy. Nhưng vợ chồng tôi đối xử với anh hết lòng hết dạ mà. Vậy mới có chuyện chứ. Lỗi cũng không phải của mày, do vợ mày vừa đẹp lại vừa chu đáo với tao. Anh Nghĩa, xin anh nể tình anh em thân thiết bấy lâu, anh tha cho tôi lần này đi. Ngoài vợ tôi ra, anh cần bao nhiêu tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, tôi cho anh hết. Lấy được vợ của mày, đương nhiên những thứ đó sẽ là của tao. Cần gì mày phải đưa tao? Tao không muốn giết mày đâu. Nhưng mà nếu để mày sống thì mày sẽ gây phiền phức cho tao. Không ngờ anh em thân thiết hơn ruột thịt, vậy mà anh lại rắp tâm. Anh đúng là loại mặt người giả thú. Nè, anh làm gì đó? Mày cứ việc chữa thoải mái, để tao còn dễ xử hơn. Tao cũng đã nói rồi, chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà mày đừng lo, mị sống với tao bảo đảm sẽ hạnh phúc hơn sống với mày nhiều. Vì mày biết rõ tao giỏi hơn mày mọi mặt mà. Anh đồ. Cũng trễ rồi, tao phải về chứ không bị lại lo. Mày còn gì á thì cứ nói, trong khả năng tao sẽ hứa. Nói đi. Mong muốn cuối cùng của tôi là, là một ngày nào đó anh sẽ nhận hậu quả gấp trăm, gấp ngàn lần tội ác anh gây ra ngày hôm nay. Không đâu, tao đâu có ngu mà tin ác tuyệt đối như mày. Mày cứ yên lòng mà chết. Mỗi năm tới ngày này, tao hứa là tao sẽ làm dỗ đàng hoàng cho mày. Nếu mình không xuống tay, nhưng mà trước sau gì nó cũng chết thôi. Không bị cọp vô thì đối khác cũng chết thôi. Có con ma nào bén mảng vô đây chứ? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mình kể tiếp đi. Mình trói chàng lại, rồi sau đó? Sau đó tôi có quay lại hai lần.
Lần đầu thì nó còn ngắt ngỏm, cái lưỡi cứ thè ra hướng xương y như là con cốc lúc nãy. Nó vẫn còn sống sao? Thằng này dai thiệt. Sao cậu không vô nó đi cho mình đỡ mất công chứ? Ra là vậy. Tôi cũng chỉ quá thương tưởng tới mình. Ngày đêm tôi chỉ muốn ở bên cạnh của mình, cho nên tôi mới làm chuyện phản bản. Cũng nặng lòng lắm chứ. Nhưng để có được mình, tôi có làm như vậy một lần nữa tôi cũng sẽ làm. Tôi nói cho mình biết, để mình biết tình cảm tôi dành cho mình nhiều như thế nào. Tôi hiểu rồi. Thôi, mình ngủ đi. À, mình còn nhớ chỗ đó không? Làm sao mà tôi quên được chỗ đó chứ. Lâu lâu đêm ngủ, tôi thấy mình lạc ra ngoài chỗ đó. Thằng Ân thì vẫn ngồi chỗ đó, vẫn lè lưỡi liếm nước mưa. Tôi nói hết lòng mình ra rồi, để cho mình hiểu. Mình tin tôi nha. Ừ, tôi hiểu mà. Thôi, mình mệt rồi, mình ngủ đi. Chàng uống đi. Thiếp cũng uống. Hai ta là những kẻ đáng thương, phải uống để chia sẻ cùng nhau. Nàng có biết uống đâu mà uống. Mà tại sao nàng lại nói hai ta là kẻ đáng thương? Hai chúng ta là vợ chồng hạnh phúc. Hạnh phúc nàng đã biết chưa? Đáng thương gì giữa hai ta có một người chết. Nay ta phải làm dỗ cho người ta. Chàng bảo thiếp hạnh phúc được sao? Nàng nói bậy. Ta kể cho nàng nghe là để nàng thương ta hơn, chứ không phải kể cho nàng nghe là để nàng dằn vặt. Dằn vặt là phải để cho ta dằn vặt. Mà chuyện của vợ chồng mình đang sống hạnh phúc mà, tại sao phải dằn vặt? Tôi không thấy mình dằn vặt. Nếu như mình không nói thì tôi vẫn không biết. Mình uống đi. Biết vậy thật không có kệ. Thank you.
My. My. Nàng làm gì vậy? Mau cởi trói cho ta. My. Mau cởi trói cho ta. Im đi. Nàng làm gì vậy? Mau thả ta ra. Im đi. Ta cấm ngươi gọi ta kiểu đó. Ta không phải là vợ của ngươi. Ta chỉ là người đàn bà u tối, không nhận ra kẻ lòng lan dạ xối giết chồng mình. Ngươi nhận tội đi. Mỹ à, ta nhận tội. Nhưng mà ta giết hắn thì có gì sai đâu. Nàng mau thả ta ra, rồi mình cùng về nha. Nha. Thân ta ôn quế, nhưng trong tâm ta chỉ có một mình Ân là chồng. Đã quá muộn, không làm được gì cho chàng thì bắt hắn tới đây nhận tội. Kẻ bội bạc này phải chết giống như chàng. Mong rằng ở dưới suối vàng chàng sẽ đỡ tuổi. Mỹ, nàng bảo thả ta ra. Nàng cũng biết là ở đây đêm hôm á, răng rít cọc beo nguy hiểm lắm không? Im đi. Lúc trối chàng ở đây, ngươi có nghĩ như vậy không? Ngươi có tưởng tượng giây phút hấp hối kinh hoàng của chồng tôi đến mức nào không? Có. Ta có tưởng tượng. Nhưng ta năn nỉ nè, nàng làm ơn thả ta ra đi. Ta không thể ở nơi đây một mình được đâu. Ta mong ngươi sẽ chết thật chậm, để sợ hãi, đói lạnh, lần hồi. À, còn khác nữa, để ngươi phải lè lưỡi ra, chờ từng giọt xương. Không, ta năn nỉ nè. Nàng không thể để ta một mình trong này được. Mỹ à, Mỹ, ta năn nỉ nè. Mỹ à, Mỹ. Gặp lại chàng để cho chiếc kẻ như người này chết, thiếp sẽ lên công đường tử thú. Mỹ à, Mỹ, làm ơn thả ta ra đi bà. Mỹ, Mỹ ơi, hãy thả ta ra đi. Mỹ ơi, Mỹ ơi, Mỹ, Mỹ. Đừng bỏ ta đi một mình mà. Ta đang nỉ nè. Mày thả ta ra đi. Mày ơi, đừng có bỏ ta mà Mày. Mày ơi, Mày. Mày ơi, Mày ơi, Mày. Mày ơi. Ta đây rồi. Sao có người biết ta ở đây?
vợ ngươi đã lên huyện đường tự thú. Giờ ta phải giải ngươi về cho quan huyện xét xử. Không, cứ để cho ta chết. Nàng bỏ ta rồi ta không muốn sống nữa. Mạng của ngươi á, ngươi không tự định đoạt được đâu. Đi về cho quan xử. Đồ phản bạn, đi. Mới hay muôn sự tài trời, những kẻ lấy oán báo ân, lừa thầy phản bạn, dẫu có mưu kế khôn lường vẫn không tránh khỏi lưới rơi lồng lộng. Dạ chào ba. Con dọn dẹp xong chưa? Dạ, con đem củi vô hết, giấy dọn dẹp sạch sẽ hết rồi đó bà. Con còn nhỏ mà siêng năng quá. Dạ. Ta trả tiền cho con nè. Dạ, con cảm ơn bà. Linh Chi, Linh Chi. Trời, tao kiếm mày quá trời luôn. Ủa, có chuyện gì vậy cô? Mày về nhà lẹ lên, mẹ mày đang bệnh nặng ở nhà kìa. Lẹ nha. Dạ thưa bà, con về. Mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ, mẹ tỉnh rồi mẹ. Trong người mẹ mệt lắm phải không mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ có muốn ăn cháo không? Con ra con nấu cháo cho mẹ nha. Hay mẹ muốn uống nước, con lấy nước cho mẹ nha. À, hôm nay con đi làm việc con mới được người ta cho tiền đó mẹ. Con đi ra con mua đồ ăn hết cho mẹ nha mẹ. Mẹ. Linh Chi. Đây là miếng ngọc bội của cha con để lại, con giữ lấy để mẹ nhắm mắt xuôi tay. Mẹ chỉ sợ không cần dặn được con những điều quan trọng. Mẹ, mẹ đừng nói nữa mẹ. Mẹ đừng nói nữa, mẹ đừng nói nữa mẹ. Mẹ đừng nói nữa, mẹ nhất định sẽ khỏe lại mà. Con ra con muốn uống cho mẹ nha mẹ. Mẹ đừng nói nữa mẹ ơi. Con... mệt rồi, mẹ mệt rồi, mẹ đừng nói nữa mẹ ơi, định mẹ sẽ khỏe lại mà. Thank you.
tự dưng mình hết đói hết mệt vậy? Bông hoa này thật kỳ diệu, nhờ nó mình đã thoát chết. Con nhỏ kia, tại sao nhà ngươi dám ngửi cái bông hoa này? Ngươi có biết là ta đã chờ đợi 10 năm nay rồi không? Trời ơi, ta đã đến cho một bước rồi. Con xin ông, con không biết. Con xin lỗi ông, con trả lại cho ông nào. Trả cái gì nữa? Nhà ngươi đã ngửi hết rụng bông rồi còn trả gì nữa? Ta cho nhà ngươi biết, người nào ngửi bông hoa này sẽ gặp nhiều may mắn, và ngược lại cũng sẽ gặp nhiều bất hạnh. Là người may mắn nhất nhưng cũng là người bất hạnh nhất là sao hả ông? Ta cho nhà ngươi biết, cái hoa này không phải dễ kiếm đâu. 10 năm chỉ nở một đó hoa, mà khi đã ngửi nó rồi thì nhà ngươi sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu ngươi không ngửi được lần thứ hai, lúc đó ngươi sẽ bị chết dần, chết mòn. Là con chỉ sống được 10 năm nữa thôi, rồi sau đó con sẽ kiệt hết sức lực mà chết hả? Đúng vậy. Tại vì cái hoa này 10 năm chỉ nở một lần, và nếu nhà ngươi không tìm được cái hoa này một lần nữa thì nhà ngươi sẽ chết dần, chết mòn. Con cầu xin ông ơi, ông giúp con, ông nói cho con cách làm sao để hết như vậy đi ông. Con cầu xin ông, con đội ơn ông luôn á ông. Hôm nay ta gặp nhà ngươi chắc cũng là có duyên với nhau đó. Dạ. Thôi, nhà ngươi đi theo ta đi, ta sẽ nhận nhà ngươi làm đệ tử, và ta sẽ hóa giải tác dụng lời quyền trong cái hoa này. Dạ không được ông ơi, con phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ con, con không có đi theo ông được. Tâm nguyện của mẹ nhà ngươi là gì? Dạ, trước khi mẹ con chết, mẹ con nói phải tìm lại được cha con là ông Phú Hộ Lê. Chỉ cần đi qua cánh rừng này là tới rồi ông. Cha nhà ngươi là ông Phú Hộ Lê? Dạ. Nếu ông Phú Hộ Lê là cha của nhà ngươi thì ngươi đi tìm làm cái gì nữa hả? Dạ, trước khi mất, mẹ con có kể lại là ngày xưa mẹ con là người hầu trong nhà, bà Phú Hộ rất là dữ. Tuy là mặc dù hiếm muộn á, nhưng mà ông Phú Hộ không dám lấy thêm vợ lẽ. Rồi ông Phú Hộ thương mẹ con, hai người có mối quan hệ qua lại với nhau. Rồi mẹ con mang thai, bà Phú Hộ biết được, đánh đuổi mẹ con đi. Còn hâm dọa là nếu bén mảng quay lại á thì sẽ giết hại. À, thì ra là vậy. Nếu ông Phú Hộ Lê bộ tình bộ nghĩa như vậy thì ngươi đi tìm ổng làm gì nữa hả? Dạ, cha con đâu có biết là mẹ con có thai rồi bị đuổi đi đâu. Nên là mẹ con nói phải tìm lại được, rồi để con có chỗ nương tựa nữa. À, ông Phú Hộ Lê là người giàu nhất vùng này, nhà ngươi sẽ có một nơi nương tựa vững chắc. Được rồi, ta sẽ đi theo nhà ngươi. Ủa, ông đi theo con hả? Đi theo, chẳng bảo vệ nhà ngươi. Dạ, dạ, con cảm ơn ông. Đi, 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 đi. Dạ, dạ. Cho con hỏi nhà ông Phú Hội Lê ở đâu ạ? Con tìm nhà Phú Hội Lê làm cái gì? Dạ, con đi tìm cha con. Cha của con? Dạ. Cha của con là ai? Dạ, mẹ con dặn chỉ khi gặp được ông Phú Hội Lê mới nói cho ông biết. Mẹ con dặn như vậy? Dạ. Mẹ con là ai? Con phải nói rõ ràng cụ thể, ta mới giúp được. Ông giúp con ạ? Ừ. Dạ, mẹ con trước khi mất á có dặn là phải tìm được ông Phú Hội Lê, sau đó đưa cho ông một cái ngọc bội. Ngọc bội? Con có thể đưa ta xem được không? Nhưng tên mẹ con là gì? Dạ, dạ không được đâu ông. Mẹ con nói là chỉ khi gặp được ông Phú Hội Lê mới đưa cho ông thôi. Ta chính là ông Phú Hội Lê đây. Dạ. Bông hoa may mắn kia thật là linh nghiệm, vận may đã đến với con bé. Nó đã tức thời gặp được cha của nó.
Phải, bà. Bà đâu rồi? Dạ. Gì vậy ông? Tôi đang cho con ngủ ở trong phòng mà. Vào nhà đi con. Đây là nhà của con mà. Con vào đi. Ông à, con bé này là ai vậy? Mà tại sao ông kêu nó vô nhà? Đây là bé Linh Chi, là con gái ruột của tôi. Bà đã đuổi mẹ nó trong lúc bụng mang dạ chữa. À, ông nói sao? Nó là con của chị Linh đó hả? Đúng. Ngày xưa bà dám qua mặt ta, nói thị Linh ăn cắp nữ trang rồi bỏ trốn, trong khi cô ấy đang bụng mang dạ chữa, không hề hay biết gì hết. Đã bỏ trốn đi thật xa, nuôi con một mình, chịu biết bao nhiêu cực nhọc, đến nỗi phải lâm trọng bệnh. Con gái của ta mới từng tuổi này thôi, phải làm thuê làm mướn, rồi xin ăn cơm thừa của người ta để nuôi mẹ nó. Ông phải hiểu cho tôi chứ. Tôi không thể nào chấp nhận được người ăn kẻ ở trong nhà mà lại đi quyến rũ ông chủ như vậy. Cho nên tôi... Bà nè, bà coi chừng bệnh tim lại tái phát nữa. Nhưng việc sai trái của bà trước kia tôi đều bỏ qua hết, nhưng từ bây giờ bà phải đối xử tử tế với bé Linh Chi, vì nó không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Mẹ nó đã mất rồi. Được rồi, tôi xin lỗi ông vì những việc làm của tôi trước đây. Tôi xin hứa với ông là tôi sẽ đối đãi nó thật là tốt, cũng giống như là con ruột của tôi vậy. Tôi tin lời của bà. Con gái. Dạ. Dì của con bị bệnh tim, với lại mới sinh con nên sức khỏe không được tốt lắm. Con phải biết nghe lời dì, đừng làm phiền lòng dì nghe chưa. Dạ. Thôi được rồi, tôi ổn rồi. Ông đưa con vào trong, sắp xếp chỗ ở cho nó đi ông. Đi con. Ủa, con Linh Chi đâu rồi? Sao tao không thấy? Dạ, cô Linh Chi đi với ông chủ từ hồi sáng rồi bà. Lúc nào cũng kè kè bên ổng. Ta không ưa. Từ ngày có nó xuất hiện trong căn nhà này, chướng tai gai mắt. Bà ơi, bà bớt giận đi. Bà giận như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà đó. Dạ, con nghĩ là chắc ông chủ mới nhận lại con gái, cho nên ông chủ mới chăm lo cho cô Linh Chi vậy thôi. Chứ cậu chủ nhà mình mới là người nói giỏi mà bà. Ta biết chứ. Chẳng qua là tại vì ta muộn con, cho nên ổng mới thay lòng đổi dạ đi tơ tình với mẹ của nó. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, ta cũng là chủ căn nhà này, và thằng Lực con của ta mới là người thừa kế căn nhà này. Còn con đó đó hả, chẳng qua là đứa con rơi, con thừa mà thôi. Chính vì điều đó mà ta mới nhân nhượng, đối xử tử tế với nó. Con biết mà. Với lại con thấy hình như là cô Linh Chi á, biết là bà không có ưa cổ, cho nên suốt ngày á, cổ cứ đi theo ông chủ hà. Mà con thấy ông chủ cũng cưng cổ dữ lắm nha, mua sắm cho cổ quá trời đồ luôn đó bà. Ta căm ghét con đó. Trước đây gia đình của ta êm ấm, chồng của ta lúc nào cũng hết mực thương yêu thằng Lực đó. Mày thấy không, từ ngày nó xuất hiện, ông tập trung lo lắng cho nó, lơ là thằng con trai của ta. Ta không có ưa nó, chẳng qua là ta nghe lời ông, đối xử tốt với nó, chứ không thôi hả, tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Bà ơi, bà ơi, chết rồi bà ơi. Bà ơi, cái bây gì giờ vậy? Bà phải thật bình tĩnh, nghe con nói nha bà. Cái chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì nói đi. Bà bình tĩnh chưa? Ta bình tĩnh rồi, nói đi chuyện gì. Ông sao? Đi với thầy đồ. Rồi sao nữa? Dạ, qua nhà quan huyện. Qua nhà quan huyện chưa làm hết. Gì? Cô Linh Chi ở chợ ngồi chờ. Ông đi giữa đường bị lật thuyền chết đuối chết rồi. Hả? Nhưng mà
Quan Nguyễn làm cái gì mà bị lật thuyền chết đuối là sao? Nói lại cho ta nghe coi. Hả? Dạ, ông qua nhà Quan Nguyễn để làm cái ước phân chia tài sản làm hai cho cô Linh Chi và cậu Lực. Cái gì? Dạ. Phân chia tài sản để làm cái gì chứ? Dạ, tại ông sợ sau này già cả, rồi lúc ông chết đi rồi gia đình mình hất củi cô Linh Chi, nên ông muốn bù đắp tình cảm với cô Linh Chi. Bây giờ cô Linh Chi cậu Lực nhà mình á là giàu ngang nhau rồi đó bà ơi. Bà ơi. Không, ta không tin. Ta không tin. Bà ta không tin. Ta không tin. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Ông ơi, bà xỉu rồi. Bà chết luôn rồi chứ không có xỉu. Sau khi vợ chồng Phú Lê qua đời, Linh Chi là người thừa kế gia sản. Vì căm giận bà Phú trước kia đã đối xử không tốt với mẹ mình, nên Linh Chi định cho người lên, giết lên. Chết cậu cái bé Lực. Thế nhưng tên dậu cho biết đứa bé này sẽ có lợi cho Linh Chi sau này, nên Linh Chi giao lực cho vợ chồng người đầy tớ trong nhà nuôi dưỡng và không ngừng kiếm cớ hành hạ cậu bé. Cả đời mày ở đỡ không do sở hữu vận may mắn, nên Linh Chi đứng ra gánh vác công việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt và giàu có hơn xưa rất nhiều lần. Tên dậu trở thành quản gia ở bên cạnh phụ giúp cho cô và vơ vét về cho mình không ít tài sản. Tưng 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 tưng. Con gà. Nhanh 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 nhanh. Tôi đói quá ông ơi. Trời ơi. Ngon ngon ngon. Ngon quá. Ông giữ giùm tôi coi. Giữ. Đây đây tôi giữ. Ôi cái đàn ăn cái đùi nè. Ngon quá bà ơi. Công nhận nha. Sao? Làm như là tôi chưa bao giờ được ăn gà hay sao á. Bà ăn gà hoài. Bà cứ thòm thèm hoài. Có bữa thì ăn gà quay, có bữa thì ăn vịt quay, hôm nay thì ăn gà luộc, bữa kia bà ăn nguyên con heo. Ở đâu ra nguyên con heo? Chứ gì nữa. Tôi ăn có cái đuôi heo à. Ông á, ăn nguyên cái đầu heo sao không nói. Chia ra mà ăn chứ. Quá ngon. Ăn từ từ thôi. Bà ăn thì bà ăn từ từ. Có ai dành đâu. Từ từ nè. Bà nhai bà nuốt. Lẹ quá nó hóc xương gà bây giờ à. Ngon quá. Ngon quá. Công nhận con gà này ngon thiệt không? Ngon quá. Dạ chào cô. Nhà nghèo á, con trai phải ăn xin tiền ngoài chợ. Sao hai người ăn ngon quá vậy? Nó không có biết đâu. Tôi ăn xong tôi chôn ở sau giường á. Ta không có biết. Hai người muốn được có tiền bạc thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời của ta. Dạ, tụi tôi biết rồi. Cô yên tâm đi, tụi tôi chỉ ăn ngon khi nào nó không có ở nhà thôi. Đúng rồi. Đây nè, 10 nén vàng đó, mau đem cất đi. Lúc đó ta sẽ đến bắt nó. Tiền bạc mà bấy lâu nay ta đưa cho hai người á, sau này đủ mua đất mua đai rồi đó. Cảm ơn cô nhiều. Tôi đi chôn nha. Ông vậy sẵn chôn luôn đi. Bà sao hay sẵn quá vậy? Lẹ. Cô, tôi giả bệnh gì được chưa cô? Dạo này sức khỏe mình sa sút quá. Không lẽ thời hạn 10 năm đã hết rồi sao? Lão dậu nói thằng Lực có ngày tháng năm sinh rất đặc biệt, để dùng máu của nó tử lên cây may mắn, lúc đó nó sẽ nở hoa. Ta lại tiếp tục có được vận số may mắn. Cô có sao không cô? Cô bị làm sao vậy? Không, tôi không sao. Vợ chồng mấy người
Ráng chịu được thêm thời gian nữa đi. Lúc đó ta sẽ cho người đi bắt nó. Ta vẫn nhớ những ngày tháng tủi nhục kia. Ta từng chịu khổ như thế nào thì mày cũng phải chịu giống như tao như vậy. Tao mới hả lòng hả dạ nhất mà. Đi rồi. Thiệt tình, vợ chồng mình giả nghèo giả khổ giả bệnh giả hoạn mấy năm rồi mà tôi không hiểu sao cô chủ lại ghét thằng Lực như vậy. Ừ, thì chắc cổ hận tại hồi xưa bà Phú Lê đối xử với mẹ cổ ác quá, cho nên là bây giờ cổ hành hạ thằng nhỏ lại để trả thù thôi. Ôi mà thôi thôi kệ đi ông ơi, mình làm công mà, bây giờ chủ nói sao mình nghe vậy đi, quan tâm làm gì, miễn sao có dạng mình giữ là được rồi. Bà đó. Cha mẹ ơi, con về rồi. Trời, thằng Lực nó về rồi kìa. Bà giả bệnh đi, bà giả bệnh. Quên. Giả bệnh. Trời ơi, bà coi cái miệng bà kìa. Cái miệng tôi sao? Dính mỡ không kìa. Chết cha tôi quên. Ăn dụng không biết chùi mép gì hết à. Quên. Con hả? Con về rồi đó hả? Dạ. Cha. Con. Mẹ khỏi bệnh chưa cha? Trời. Hồi chi, bà ho kìa. Bệnh tình của mẹ con bây giờ em nghèo lắm con ơi, thập tử nhất sinh rồi. Bà hết ho rồi sang sốt, hết sốt thì chuyển sang lạnh. Đó đó, bà hết lạnh cái tới nhức đầu, hết nhức đầu có chuyển xuống đau bụng. Còn chân của cha, chân của cha thì nó nhức từ trong xương nó nhức ra, đi không có nổi. Úi da, cha. Hết được cái xương bánh chè nó sao nè, không có phụ giúp được gì con. Để con đi ra ngoài đường, con đi ăn xin, con kiếm tiền, tội nghiệp con quá. Không có sao đâu cha, con làm được mà. Con ra chợ, ai kêu con làm cái gì thì con làm cái đó. Không thì con đi ăn xin thôi. Cha. Gì con? Cha ăn xôi đi. Xôi hả con? Tại cái bà bán xôi á, hôm nay bà bán ế nên cho con quá trời luôn. Mà con ăn chưa? Thôi cho để đây để dành cho con nha. Nha. Trời, tội nghiệp con tôi quá. Cha ơi. Ơi. Hôm nay cha cho con đi theo ông tự hái nấm nha. Con thấy nhiều người hái lắm á. Hái nấm hả? Thôi con ơi, hái nấm là phải vô trong rừng. Mà ở trong rừng đó là rắn rít, hùm cọp béo, bù hông bù xích nó chích con. Cha không có cho con đi đâu. Cha còn nói đúng đó con. Con không có được đi đâu. Rồi lỡ mà con đi lạc một cái, làm sao mà mẹ sống nổi hả con? Nghe không? Dạ, nếu cha mẹ không cho thì con sẽ không đi. Ngoan. Bây giờ con vô nấu cơm cho cha mẹ. Cha, cha ăn xôi đi. Con vô con nấu đi. Ui da, ui da. Bà ăn xôi gà không? Gà đâu mà ăn. Xôi nè, nãy bà ăn gà rồi thì cũng như ăn xôi gà thôi. Trời ơi, nói nhỏ nhỏ tôi. Ui, tôi quên. Bụng nào mà chứa cho nổi. No lắm rồi. Vậy thôi, ông hay ăn là đi. Cái này để cho nó đi, hả? Ê, mày đứng đó rồi nó chạy qua đây thì sao? Vậy để tôi chạy qua đây. Chứ còn gì nữa mày. Ê, quên. Tao đi qua đây rồi, ai coi ở đây? Thì để tao. Mày đi qua đó lại luôn. Lu bu quá. Ủa, mà tao mày đứng đây ai coi bên kia? Ê, nhóc. Dạ. Xuống đây phụ tụi anh. Dạ. Để lên. Dạ. Coi chừng té đó. Đây. Đi đâu? Đi đâu ạ? Dạ đi chơi. Rảnh phải không? Về đi. Đứng đây canh chừng giúp hai anh, biết không? Dạ. Biết trong đây có gì không? Dạ, có gì? Con rít tinh. Thấy không? Bắt được đi, anh bán có tiền. Có tiền anh mua kẹo cho ăn, hiểu không? Em thấy nhiều người bắt nó lắm á. Chưa nào em đi ngang qua đây, em cũng thấy 3-4 người xúm lại bắt nó. Bởi vậy? Con rít nè, nọc nó rất là quý, chữa rất là nhiều bệnh. Bởi vậy, ông quản gia, gia đình của ông Phú Lê á mới trả giá rất là cao.
10 lượng bạc lận đó. Ê, bây giờ nè, không có nói nhiều nữa. Đứng đây phụ hai anh ba đầu bắt nói hiểu không? Đứng đây, đứng mày đây. Đứng ở đó, tao đứng bên này. Ê, nè, 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 đánh động lên, cho nó chui ra, mau lên. Mày hả? Ê, ra đây. Khoan, bình tĩnh. Nó nghe nè, tao thấy ổn rồi. Từ sáng giờ tao mày đứng đây đập mà nó không chịu ra. Tới chiều nó cũng ra đâu. Giờ sao mày? Bây giờ vậy đi, mình đi tìm đá lửa. Tìm đá lửa đi, đốt nó. Hung khói nó ngợp nó sẽ chui ra thôi. Ý kiến hay, sao sáng giờ cái đầu mày không suy nghĩ ra? Mạch, giờ tao đi à. Ê. Gì nữa? Mình đi rồi, ai coi cái đống này? Có em nhỏ của mình đây. Nè, đứng đây, không cho ai lợi bắt nó hiểu không? Dạ. Đợi hai anh đi tìm đá lửa về, hiểu không? Dạ. Đi. Em, ở đây coi, coi cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Nó mà đi á. Mày nói nhiều quá, mệt quá. Tội nghiệp mày quá à, Rít. Bao nhiêu người bắt mày để làm thuốc. Tao sẽ cứu mày. Mày ra đây đi. Tao không có bắt mày đâu. Mày đừng có sợ. Ra đây Rít. Rít. Mày chui vô cái ống này nè. Tao sẽ bảo vệ cho mày. Ở đây an toàn rồi, tao sẽ thả mày. Ân nhân, ân nhân đừng sợ, tôi không hại người đâu. Ta là Rít Tinh, đã tu luyện nhiều năm. Lão dậu kia thật là gian ác. Hắn muốn bắt ta để ngâm rượu uống, cho nên treo thưởng, để mọi người đi bắt ta khắp nơi. Tội nghiệp ngươi. Ngươi, bây giờ ngươi được an toàn rồi đó. Ngày ngày ta sẽ đến đem thức ăn cho ngươi. Nhưng mà ngươi hãy trốn cho kỹ, đừng để người ta bắt nha. Cảm ơn ân nhân nhiều lắm. Ta đi đây. Nhưng mà ngươi hãy trốn cho kỹ đó nha. Rít Tinh ơi! Rít Tinh! Ta đem đồ ăn tới cho ngươi nè. Ngươi ăn đi. Tôi nóng lắm ông ơi. Nóng phải không? Để tôi lấy cây quạt, tôi quạt cho bà mát. Thôi. Sao vậy? Lạnh lắm. Lạnh vậy thôi, để tôi lấy nước nóng tôi đắp cho bà nghe. Thôi. Sao nữa vậy? Nóng lắm. Trời ơi. Vậy bây giờ bà nóng hay bà lạnh để tôi biết đường mà tôi còn lo cho bà nữa. Bây giờ tôi không biết là tôi nóng hay tôi lạnh nữa. Nó lạnh thì nó lạnh từ trong xương nó lạnh ra đó ông ơi. Bà ráng nha bà. Ông ơi ông. Hả?
Tôi nói cái này ông phải bình tĩnh nghe tôi nói nghe ông. Lúc nào tôi cũng bình tĩnh, tôi nghe bà nói hết. Lỡ như mà tôi có mệnh hệ gì? Ôi, bậy. Cái miệng ăn mắm ăn muối, không có mệnh hệ gì hết. Bà mà bà không có xong nữa là tôi cũng đi theo bà luôn đó. Bà yên tâm đi, tôi có mời thầy Lan lại. Tôi kêu Tàng Lực dẫn thầy Lan về rồi kìa. Cha ơi, con về nè. Lực. Dạ, xin chào thầy Lan. Xin chào thầy. Thầy ơi, vợ con bệnh mà không biết sao, lúc nóng lúc lạnh. Để tôi bắt mạch cho cổ. Dạ cảm ơn thầy. Bà ơi, bà đưa tay ra cho thầy Lan bắt mạch nha bà. Dạ, vợ con nó lạnh lắm thầy ơi. Như vậy làm sao mà bắt mạch được? Dạ, tại vợ lạnh quá tay nó run. Dạ, thôi để tôi kèm để tay lên cho. Đây nè. Dạ. Sao thầy? Dạ. Con. Chết rồi thầy ơi, sao vậy thầy? Cổ bị thương hàn nặng lắm rồi. Dạ. Bây giờ tôi sẽ sắc thuốc cho cổ uống. Dạ. Một ngày uống 3 thang. Thôi uống 3 lần gì cũng đỡ tốn kém. Không, nhưng mà uống trong vòng 10 ngày lận. Uống trong 10 ngày Uống trong 10 ngày lận. Nhưng mà thuốc này cũng đắt lắm, tôi phải lên huyện tôi mới lấy được đó. Tốn kém bao nhiêu? Con xin trả. Trời ơi con ơi, cũng biết bao nhiêu tiền không mà con trả. Con sẽ lên rừng 2 năm. Con thấy người ta hái nhiều lắm. Bây giờ con đi đây. Trời, lực. Trời ơi, thằng nhỏ. Tôi trăm sự tôi nhờ thầy Lan. Tôi đội ơn thầy Lan, không có gì. Lan. Thôi bây giờ tôi về tôi về tôi lấy thuốc cho nghe. Tôi đội ơn thầy, tôi đội ơn thầy, tôi đội ơn thầy. Tôi về. Khổ ghê. Nhỏ. Dạ. Hôm nay hái nhiêu đó được rồi, mình đi về. Dạ, còn nhiều lắm, ngon lắm. Chú hái tiếp đi chú. Hôm nay chú có việc, phải về sớm. Vậy con cố gắng hái thêm một chút nữa. Vậy con ở lại nha. Dạ. Nhỏ, nhưng mà con phải hái nhanh lên nha. Mọi người về hết rồi, coi chừng bị lạc đó. Dạ, để con hái nhiều, xong đem ra chợ bán, rồi ghé qua thầy Lan mua thuốc về cho mẹ. Tội nghiệp, còn nhỏ mà có hiếu. Thôi, chú về trước nha. Dạ. Đừng sợ. Cảm ơn rất tình nha. Ngươi thật là tài tình. Ngươi có thể cán được dây luôn hả? Không sao đâu ân nhân đừng lo. Chân ta đau quá, chắc ta bị thương rồi. Nhưng mà không sao đâu. Giờ ta về nha. Ân nhân về cẩn thận nha. Ừ. Về rồi. Chân con bị làm sao vậy? Dạ, hôm nay con bị mắc bậy xăng. Nhưng mà không sao đâu mẹ. Con mua thuốc về cho mẹ rồi. Mẹ uống đi, con xuống bếp sắt cho mẹ nha. Con ngồi đây đi. Mẹ thương con lắm. Tội nghiệp con. Con còn nhỏ vậy mà phải đi xin ăn, rồi vào rừng 2 năm mua thuốc cho mẹ. Mẹ thì có mình con. Mẹ bệnh nữa, con phải kiếm tiền nuôi mẹ chứ.
Mẹ cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ nói gì vậy? Mẹ xin lỗi con. Thật sự cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của con. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Ông bà Phú Hộ Lê mới chính là cha mẹ ruột của con. Ừ. Còn cô Linh Chi là chị cùng cha khác mẹ với con. Cha mẹ con đột ngột qua đời, cô Linh Chi bắt cha mẹ phải nuôi con. Cho đến khi nào con được 10 tuổi thì bắt con phải đi ăn xin để nuôi ngược lại cha mẹ. Vì cha mẹ chỉ là cái ăn người ở trong nhà, cho nên cha mẹ không có dám cãi lời con ấy. Lực, thật sự cha mẹ rất là ái nái với con. Sở dĩ cha mẹ đối xử với con như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Con cũng biết rồi đó, cha mẹ thú thật cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Mà cô Chi kêu làm sao thì cha mẹ phải làm y như vậy. Con cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của cha mẹ. Tại sao chị Linh Chi lại làm như vậy? Con phải đi gặp chị để họ cho ra lẽ. Thôi con đừng đi. Con chết rồi, tôi chết rồi. Ông ơi, sao? Tôi quên mất. Con ơi, cô Chi có nói là sắp tới đây cô ấy sẽ bắt con đi. Bây giờ làm sao đi ông ơi? Tôi sợ là không chừng chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi là cổ sẽ qua bắt nó. Thôi bây giờ tôi tính như vậy. Lực à, bây giờ con hãy bỏ làng con đi đi. Rồi à, khi nào cha con chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Con hãy bỏ làng con đi đi, chứ không là con sẽ không xong với cô Linh Chi đâu. Nhưng mà không được, nó còn nhỏ quá mà, làm sao nó có thể đi được chứ. Nhưng mà nếu nó ở đây thì nguy hiểm tính mạng của nó. Này, con hãy gặp số bạc này, cha cho con làm lộ phí. Con bỏ làng đi càng xa càng tốt, con cứ đi đi. Tiền ở đâu vậy cha? Dạ con đi. Cha mẹ ở nhà, nếu có gì thì làm sao? Con đừng có lo cho cha mẹ, con đừng có lo. Con cứ đi đi, đi càng xa càng tốt. Đừng có để cho cô Linh Chi bắt được con. Đi đi con. Đi đi con. Dạ. Đi đi. Thôi cha mẹ con đi. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cẩn thận nghe con. Bà, tôi lo cho nó quá bà ơi. Trời ơi bà ơi, là bà ơi bà. Bà dậy đi bà. Bà ơi, bà nghe tôi nói nè, bà bình tĩnh chưa? Bà bình tĩnh, bà nghe tôi nói nè. Ông làm cái gì vậy? Trời đất ơi. Ông đừng có nói với tôi là có ai chết nữa nghe. Không có ai chết hết, hai vợ chồng mình chết đây nè. Cái gì? Trời ơi bà ơi, cô Linh Chi qua đây bắt thằng Lực đi kìa. Trời ơi, chết đâu rồi. Ông? Chết rồi. Đó tôi xuống. Ôi trời, tới rồi. Dạ, chào cô Chi, chào cô Chi. Dạ. Nó đâu rồi? Dẫn nó ra đây. Dạ, dạ. Nó nào? Trời đất ơi, thần Lực với nó nào? Dạ thì thằng Lực thì cô cũng phải nói tên của nó chứ, nó cũng là em của cô mà. Còn trả treo nữa hả? Nó đâu rồi? Dạ. Cô mời cô ngồi. Dạ, mời cô ngồi. Dạ, cô mời. Dạ, mời cô uống nước. Không uống, nó đâu, dẫn nó ra đây. Dạ, thú thiệt với cô chứ hôm qua vợ tôi bệnh, nên là thằng Lực á, nó vô rừng nó hái nấm Linh Chi để mà làm thuốc. Linh Chi gì? Dạ, thôi. Chắc nó hái nấm mèo nấm rơm gì, thôi kệ nó đi. Im ngay. Hai người to gan quá hả? Biết hôm nay ta tới đây mà nó không có nhà hả? Nó đâu rồi? Dạ cô ơi, thật sự là nó đi hai ngày nay rồi. Ở nhà tôi lo lắm, không biết nó đi đâu nữa cô. Dạ không biết nó đi đâu luôn á cô. Được rồi, không biết phải không? Hai đứa bay đi ra ngoài tìm nó cho ta. Dạ, đi. Cô ơi, tôi nói thiệt mà cô. Tìm được, chắc què cái chân nó cho ta nghe chưa? Trời ơi, cô ơi. Cô tha mạng cho nó, cô đừng làm hại nó mà cô. Muốn ta tha mạng đúng không? Dạ. Đưa nó ra đây, mau lên. Dạ. Còn không, chắc giờ cho ta. Dạ, thưa cô. Tụi con lục khắp nơi mà không tìm thấy thằng nhỏ đâu hết á. Dạ, không có biết nó đi đâu hết cô ơi. Chắc nó đi đâu rồi trời. Cô ơi, hai người, bắt trói hai vợ chồng cho ta. Dạ. Cô ơi, tha mạng cho vợ chồng tôi đi cô. Có đem nó ra chưa? Nếu không, ta sẽ đánh chết hai vợ chồng nhà ngươi. Đánh liền cho ta, nói lên. Đánh đi. Cô đánh, cô đánh, cô đánh, cô đánh, cô đánh, cô đánh.
đánh tôi nè, vợ tôi đang bệnh mà, đừng có đánh vợ tôi. Đánh đi. Đánh mạnh lên, đánh chết luôn đi. Đánh chết luôn người ta. Đánh lên. Đừng chơi mà đánh huyệt vậy. Đánh tôi nè. Lực. Trời ơi. Sao con lại quay về? Lực. Hình như có dấu chân của Rít Tình ở đây. Mấy lâu nay mình treo giá cao để mua con Rít Tình nhưng không ai bắt được. Bây giờ có dấu vết của Rít Tình, mình không thể bỏ mất cơ hội này. Nhất định mình phải bắt nó cho bằng được để luyện thuốc trường sinh. Nhưng mà thả cho mẹ em ra. Được rồi. Đi, bắt nó đi, đi. Nó còn nhỏ mà. Đi, đừng bắt nó đi mà. Lực ơi. Lực ơi. Trời ơi, tha cho nó đi mà. Lực ơi. Ở lên ra. Đi. Bỏ lên. Lão dậu, đến nơi chưa? Sao chậm chạp quá vậy? Đến rồi, sắp đến nơi rồi. Đứng lại đó. Mau lên. Đến nơi rồi. Đúng là kẻ may mắn, nhưng mà nó không có trổ qua. Muốn cây nở qua phải giết thằng này và lấy máu nó tưới lên cây này thì nó sẽ nở qua. Hai người. Dạ. Đưa nó đây cho ta. Dạ. Đưa con dao đây. Chị lên chơi. Trời, em với chị cùng cha, sao chị lại nhẫn tâm giết em? Ta phải giết nhà ngươi. Vì ta cần máu của một đứa trẻ tưới lên cây cho nó trổ qua. Nếu ta không ngửi được mùi hương của nó, ta sẽ chết. Ta với ngươi là chị em cùng cha, nhưng mà mẹ nhà ngươi đã đối xử với mẹ ta rất là tàn nhẫn. Mỗi lần ta nhớ, ta rất là tủi nhục. Có biết không, ta phải giết nhà ngươi. Nhưng mà tại sao cha mẹ bắt em đi ăn xin? Em cũng phải chịu nhiều cơ cực giống chị mà. Nhưng bây giờ ta cần máu của nhà ngươi, ta phải giết nhà ngươi. Khoan. Ngươi phải chết. Hãy để tôi. Tôi làm thế cô chồng. Từ đây qua bên đó đi. Lão dậu. Ngươi. Bây giờ đến lượt ta. Lần này đến ta ngửi, chứ không phải là nhà ngươi nữa đâu. Ngươi nào ngửi bông hoa này sẽ gặp nhiều may mắn, và ngược lại cũng sẽ gặp nhiều bất hạnh. Là người may mắn nhất nhưng cũng là người bất hạnh nhất là sao hả ông? Ta cho nhà ngươi biết, cái hoa này không phải dễ kiếm đâu. 10 năm chỉ nở một đó hoa, mà khi đã ngửi nó rồi thì nhà ngươi sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu ngươi không ngửi được lần thứ hai, lúc đó ngươi sẽ bị chết dần, chết mòn. Ra những gì ta nói với nhà ngươi trước đây chỉ là bịa đặt. Ta chỉ lợi dụng nhà ngươi để làm cho cây may mắn nở hoa thêm lần nữa mà thôi. Lão dậu, ta đã cho ngươi rất là nhiều tiền, tại sao người đối xử với ta như vậy hả? Nhiều tiền nhiều bạc hả? Chị ơi. Hai chị em nhà ngươi chết thì tài sản của hai chị em nhà ngươi có về được ta chứ? Chị, đưa hết tài sản cho ông ấy đi chị. Giữ nó lại. Dạ. Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra lão dầu. Đứng dậy. Tôi chết. Bỏ tôi ra. Chết lão dầu. Nhà ngươi chết hay là ta chết, ta chỉ cần chờ ánh mặt trời lên chiếu vào cái hoa này, ta sẽ giết chết nhà ngươi và đổ vào cái cây này, thì tất cả sự may mắn sẽ về ta. Ông nhân. Ta đã chờ ngươi lâu rồi, hôm nay mới có dịp bắt được nhà. Giữ chắc hai chị em nó. Ông ơi, tôi giúp con đi chú. Sao giúp được? Ông ta võ nghệ cao cường, làm sao chú đánh lại? Vậy chú thả con ra đi, con có cách rồi. Lít tinh, lít tinh, cứ nhìn ta đi. Tin. Ừ.
Chị ơi, mình thoát rồi. Lực à, chị muốn giết em sao em còn cứu chị hả? Tại vì chúng ta cùng cha mà. Cảm ơn em. Sau này hai chị em mình sống vui vẻ bên nhau nha. Ủa, Đức Tên, mày đâu rồi? Tôi ở trên đây nè. Tôi đã giúp cho chị em hai người quá giải ân quán, đoàn tụ với nhau. Còn tên đạo sĩ tham lam độc ác kia đã bị tôi trừng phạt, hắn sẽ trốn mãi ở trong rừng sâu, không dám quay lại hại dân làng nữa đâu. Ta đã lập được công đức nên đã thành chánh quả. Ta tạm biệt. Ta đi đây. Tôi ở đâu? Tôi ở trên đây nè. Cảm ơn Đức Tên. Tôi cảm ơn Đức Tên nhiều lắm. Rất tinh nhờ lập được công đức nên cũng thành chánh quả. Còn chị em Linh Chi từ đó hết mọi ân oán, sống vui vẻ hòa thuận bên nhau. Cả Lực và Linh Chi đều đã trải qua những ngày tháng ăn xin tủi nhục nên rất hiểu nỗi khổ của những ba tánh nghèo khó. Vì vậy cả hai thường xuyên mở kho thóc phát chẩn cứu giúp người nghèo.